Ta có hệ thống auto tu luyện chương 473, đại chiến cấp cổ tổ. Người xuất hiện ở trước mặt Lôi Xà Đế Tổ, không thể nghi ngờ chính là bản tôn của Tô Tiểu Bạch. Thiên đường có cửa ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới. Nếu đã đưa tới cửa, vậy thì trở thành tế phẩm để ta tấn thăng đi. Lôi Xà Đế Tổ cười như điên, trực tiếp chính diện phá vòng vây mà tới, hoàn toàn không để ý những cái bóng phân thân khác đang điên cuồng tự bạo, chạy thẳng tới bản thể Tô Tiểu Bạch đưa tay chụp tới, một bàn tay lớn trực tiếp xuất hiện ở không trung. Nhưng mà còn chưa chờ hắn cao hứng, ánh mắt Tô Tiểu Bạch khẽ động, mấy chục ngàn cái bóng trong chớp mắt toàn bộ trở về đến bên người. Cái bóng phụ thể. Công pháp thiêu đốt. Mấy chục ngàn cái bóng cũ trong nháy mắt toàn bộ gia trì đến trên người Tô Tiểu Bạch, giờ phút này, Tô Tiểu Bạch đạt tới tư thái cường đại chưa từng có. Phía trên thập bộ thái tổ, chính là cấp cổ tổ. Mà bây giờ Tô Tiểu Bạch vượt qua vách ngăn vi diệu này, trực tiếp một chân bước vào bên trong lĩnh vực thần bí nhất từ xưa tới nay. Hắn bước lên một cái nấc thang trước đó chưa từng có, cái cảnh giới kia được đặt tên là nhất bộ cổ tổ. Đây chính là cấp nhất bộ cổ tổ à? Ta cảm giác được lực lượng lúc trước cần phải vận dụng toàn lực mới có thể phát huy ra được, bây giờ dường như chỉ cần trong một nháy mắt liền có thể đánh ra. Dục thân trở nên cường đại giống như một cái đại thiên giới vũ trụ trong cơ thể lấp lánh rực rỡ như mặt trời ban trưa. Đây chính là diện mục chân thật của cấp cổ tổ sao. Đây là lần đầu tiên Tô Tiểu Bạch đặt chân vào cổ tổ cấp, mặc dù lúc trước vẫn luôn tiếp xúc với cường giả cấp độ cổ tổ này, nhưng đích thân bước vào lĩnh vực này vẫn là lần đầu tiên. Loại trải nghiệm này cùng đế tổ lên cấp thủy tổ, thủy tổ lên cấp thái tổ trước đó khác xa nhau, tựa như khi mảnh thú không ngừng trở nên mạnh mẽ, dù là có thể đánh bại mảnh thú, nhưng cũng chẳng qua là thú vật thôi, mà thời khắc này, Tô Tiểu Bạch gần như cho rằng mình đã biến thành thần. Trong một ý niệm, lực lượng có thể vận dụng liền vượt qua cực hạn lúc trước từng tưởng tượng tới, mấy chục ngàn cái bóng phân thân gia trì, lại thêm gia trì của ba ngàn đại đạo vẫn tồn tại khi đặt chân cấp cổ tổ. Nếu bây giờ để cho Tô Tiểu Bạch cùng cường giả giống như ma tê đế tổ đối chiến, phần thắng của hắn có thể vượt qua chính thành. Cấp cổ tổ rất mạnh, loại cường đại này đã vượt qua tưởng tượng của Tô Tiểu Bạch đối với cảnh giới này trước đó, cho nên khi hắn vừa bước vào cảnh giới này, lòng tự tin liền đạt được bành trướng trước đó chưa từng có. Hắc đao, ảnh Tô Tiểu Bạch trực tiếp vận dụng cái bóng rèn binh, lưỡi đao màu đen vượt qua khoảng cách vô tận bay tới, nơi lưỡi đao lướt qua, thiên địa đều bị chia cắt. Chém Tô Tiểu Bạch không có chút do dự cùng bàn hoàng nào, hướng không trung trực diện thế công của lôi xà đế tổ, không có bất kỳ chần chờ nào chém ra một đao. Một đao chém xuống, quỷ thần đều sợ. Theo người ngoài, một trưởng kia nghiễm nhiên đã chọc được Tô Tiểu Bạch, nhưng mà một đao Tô Tiểu Bạch vung ra kia không gì cản nổi, trực tiếp liền xuyên qua một trưởng này của lôi xà đế tổ, đem hết thảy đều hoàn toàn chôn vùi. Đại chôn vùi chi đạo Có tổ lực từ hình thái vô hình, bị hắc đao trảm thành mảnh vụn hữu hình, một đao này chém xuống, thậm chí ngay cả lực lượng lôi xà đế tổ phóng thích ra đều hoàn toàn bị chém đứt trở về, lực lượng cấp nhất bộ cổ tổ trực tiếp bị chôn vùi, cái gì cũng không còn dư lại. Lần này, lôi xà đế tổ hoảng sợ, cả kinh thất sắc. Đối phương một hơi tăng lên tới cảnh giới cổ tổ, đã quá không hợp lẽ thường, mà một trưởng thậm chí đều có thể tùy tiện tiêu diệt nhân vật như ma tê đế tổ của hắn, vậy mà lại bị đối phương một đao tiêu diệt. Cái này cũng ý nghĩa, Thực lực bây giờ của Tô Tiểu Bạch ít nhất đã cùng hắn không phân trên dưới, có khi thậm chí đã vượt qua hắn. Điều này sao có thể? Ta không tin. Lôi Ngục trấn Ma Công. Lôi Xà Đế tổ rốt cuộc vận dụng lá bài tẩy, liền tổ thân đều bắt đầu cháy rừng rực, đem chiến lực của mình phát huy đến cực hạn. Chỉ trong một sát na, mây bay phía chân trời vỡ vụn, toàn bộ bầu trời bị nhiễm một tầng máu, biển sấm sét vạn dặm chìm vào hư không một cái răng rồng lẫm chởm chìm nổi ở trong biển sấm sét. Lôi xà đế tổ ở tại bên trong biển sấm sét xuất ra một chiêu kiếm, ngẩng đầu lên, hai con mắt của hắn cũng bắt đầu cháy rừng rực, linh hồn lực trong cơ thể, cổ tổ chi lực đều đã thiêu đốt sôi trào, giờ phút này, hắn đã bạo phát ra lực lượng mạnh nhất. Tô Tiểu Bạch tay cầm hắc đao, một bước liền vượt qua khoảng cách vô tận. Hắn không có bất kỳ kiên kỵ bước vào trong biển sấm sét, chỉ nghe lôi xà đế tổ ở trong đó cười như điên, người điên. Ngươi lại dám tiến vào lĩnh vực của ta ở trong biển sấm sét, ta là vương giả chân chính. Vô lượng là thanh lôi đế tổ, hay là lôi xà đế tổ hậu sinh khả úy, bọn họ tu luyện đại đạo đều là đại sấm sét chi đạo. Cái môn đại đạo này ở trong vô số năm mài dũa đã trở thành đạo pháp lôi xà đế tổ tinh thông nhất. Bên trong ba ngàn đại đạo, đại sấm sét chi đạo được xưng là thủ đoạn công pháp thô bạo không nói đạo lý nhất. Địch nhân nếu là tùy ý bước vào trong lĩnh vực của tu sĩ nắm giữ đại sấm sét chi đạo gần như đều là cửu tử nhất sinh. Há, thật sao? Tâm niệm Tô Tiểu Bạch vừa động, đại sấm sét chi đạo, đại lôi quan chi đạo, đại lôi điện chi đạo đồng thời khởi động. Trên lưỡi đao màu đen, lập tức mang theo một luồng ánh chớp chói mắt. Hắn tản bộ ở trong biển lôi, hắc đao ngâm vào trong sấm sét bị nung cháy lên. Đắm mình trong sấm và điện. Tô Tiểu Bạch hoàn toàn giống như không hề chịu ảnh hưởng, ngay cả mảnh lĩnh vực sấm sét này, mơ hồ đều có xu thế hướng hắn chịu khuất phục. Nếu như không phải là lôi xà đế tổ đã thiêu đốt tổ thể đem sức mạnh phát huy đến cực hạn, bây giờ Tô Tiểu Bạch hoàn toàn có thể đảo khách thành chủ. Người này là một tên quái vật, ta tất phải giết, nếu không hôm nay ta hữu tử vô sinh. Trong lòng lôi xà đế tổ gào thét, hắn cắn nát đầu lưỡi phun ra một nguồn máu tươi, giờ phút này hắn thiêu đốt tổ thể tới cực hạn, lực lượng cũng đạt tới cực hạn, mơ hồ lại có bộ dáng sắp vượt qua cảnh giới nhất bộ cổ tổ này. Tô Tiểu Bạch tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, trong lòng âm thầm hét lớn. Công pháp gia trì. Công pháp thiêu đốt. Công pháp kim thân. Đốt máu đốt hồn. Công pháp tế tự. Lúc này không giống ngày xưa, bây giờ Tô Tiểu Bạch nắm trong tay công pháp so với trước nhiễm nhiên lại tăng lên gấp đôi, mà gia trì đến từ những công pháp này tự nhiên cũng trở nên cường đại gấp bội, những quy lực này rót xuống ở trên thân một tên cấp nhất bộ cổ tổ. Trực tiếp liền đem thực lực chân thật của Tô Tiểu Bạch đẩy về phía đỉnh phong của cấp độ này. Chiến đấu Toàn thân Tô Tiểu Bạch bị ngọn lửa đỏ như máu bao phủ, chuyển động của thân thể cuốn theo ánh sáng thần thánh vô lượng. Vừa sải bước liền vượt qua lôi hải, ép thẳng tới lôi xà đế tổ. Ánh mắt hắn dứt khoát, đánh xuống một đao làm rung chấn thiên địa càng khôn. Chỗ lưỡi đao cứ qua, không gian vỡ vụn thành lỗ đen to lớn, ngay cả hư không đều biến thành nhiên liệu của Hắc Đao. Trên mũi đao, ngọn lửa cháy hừng hực, cũng không phải là lửa thật, mà là đại đạo đang thiêu đốt, trong một tia luồng khói lửa đều ẩn chứa khí thế bàn bạc đủ để hủy diệt một cái đại thiên giới, đó là phá diệt đại đạo, là lực lượng kinh khủng mang theo năng lực hủy thiên diệt địa. Lôi Xà Đế Tổ cũng đặt chân ở cảnh giới này, vì vậy ở trong chính diện chiến đấu, hắn cũng không quá bối rối mà là lập tức lấy ra lục tà lôi long nha triển khai phản kích ánh kiếm của hắn che lấp hết thảy trước mặt hư không biến thành mơ hồ như sương mù mặc dù một đao kia của tô tiểu bạch trực tiếp trảm phá hư không mà tới hắn lại lấy đại thần thông cấp nhất bộ cổ tổ cứng trắng phòng ngự lôi ngục trấn ma công phá ma kiếm ý ánh kiếm vạn dặm như cầu vòng nối thẳng mặt trời một kiếm đánh nát biển sấm sét cùng hư không giống như là vượt qua vô tận tuế nguyệt cùng thời không mà tô tiểu bạch đang đạp ở trên một kiếm kia, lại vung đao chém ra lần nữa. Giao chiến cấp cổ tổ là nguy hiểm mà vô tình, đại đạo vận dụng đến cực hạn khiến cho lực lượng của bọn họ đạt đến một đỉnh phong trước đó chưa từng có. Vì vậy, một khi cấp cổ tổ toàn lực ứng phó, dù chẳng qua chỉ là cấp nhất bộ cổ tổ, cũng đủ để phát ra lực lượng rung động thiên địa. Ánh sáng rực rỡ đại biểu đại chôn vùi chi đạo gia trì ở trên hắc đao, tô tiểu bạch trực tiếp vận dụng đao pháp tổ trụ cấp, nơi vết đao cứ qua, không còn bất kỳ vật sống gì có thể tồn tại, một đao xẹt qua trên thân kiếm, thân hình của hắn giống như là biến mất, sau một thắt trực tiếp xuất hiện ở trước mặt lôi xà đế tổ. Toàn bộ không gian lõm xuống dưới, một đao kia trực tiếp khiến cho lực hút biến chất, hết thảy trước mặt bao gồm cả thời gian đều đang sụp đổ, hết thảy động tác vung chém của tô tiểu bạch phai mờ, chỉ có một đao lạnh lùng coi thường sự tồn tại của thời gian, trực tiếp ép lên mi tâm lôi xà đế tổ. Đao thật là nhanh lôi xà đế tổ cả kinh thất sắc cuối cùng trong nháy mắt chém ra lục tà lôi long nha vừa hiểm vừa căng lắm mới chặn được một đao này nhưng thân kiếm bị lực phản chấn khiến cho cả người hắn xém bay ra ngoài toàn bộ cổ tay đều bị chấn bể thân thể cổ tổ gặp phải thụ thương vượt qua một phần trăm một lần công kích gây ra tổn thương vượt qua một phần trăm cũng liền đại biểu đối phương đã có thực lực đem chính mình triệt để giết chết đôi mắt lôi xà đế tổ rung động sau một khắc lộ ra một ánh mắt thấy chết không sờn phun ra một bún máu khí tức quanh thân lại lần nữa bùng nổ tô tiểu bạch tấm tắc nói vận dụng đại thời không chi đạo đều không thể đánh chết cấp cổ tổ quả nhiên đều là một đám quái vật hắn nhưng mà không có bất kỳ ý nghĩ khinh thường lôi xà đế tổ nếu như đối chiếu thực lực hắn và lôi xà đế tổ bây giờ hẳn là đều đứng ở cấp đỉnh phong nhất của nhất bộ cổ tổ thậm chí có thể địch nổi một ít nhị bộ cổ tổ tương đối yếu ớt trong quá khứ Tô Tiểu Bạch rất ít đánh loại chiến đấu không cầm chắc phần thắng trong tay như vậy, cho dù là ra tay, cũng là để cho phân thân động thủ, nhưng lần này, hắn thật là có ý quyết giết. Cái tên lôi xà đế tổ này, phải giết. Lại sử dụng hai bộ công pháp tổ trụ cấp, một niệm này, hủy linh hồn ngươi. Niệm pháp tổ trụ cấp, có thể thông qua linh hồn lực cường đại đem uy năng của một ý niệm phóng đại ngàn vạn lần, trực tiếp công kích linh hồn đối phương, bất kỳ công pháp phòng ngự phía dưới tổ trụ cấp đều không cách nào có hiệu quả. Một niệm này ở dưới hỗ trợ của đại thời không chi đạo, còn chưa sinh ra cũng đã chém thương lôi xà đế tổ, nhưng lôi xà đế tổ cũng không trực tiếp bởi vì bị hủy diệt linh hồn mà chết giống như dự liệu của Tô Tiểu Bạch, mà là con ngươi co rụt lại, lâm vào trong sự sợ hãi tột đỉnh. Trấn hồn khóa của ta bể nát. Đây chính là pháp bảo cực hạn cấp cổ tổ, lại. Mắt hắn đầy không tưởng tượng nổi mà nhìn về phía Tô Tiểu Bạch, đối phương không thể nghi ngờ là vận dụng niệm pháp tổ trụ cấp mới có thể trực tiếp công kích được linh hồn của hắn đem thủ đoạn bảo vệ tính mạng lớn nhất của chính mình trực tiếp phá hủy loại lực lượng kỳ dị này hắn thậm chí ngay cả đường sống để phòng thủ cũng không có nếu như ta không giết hắn hôm nay tuyệt đối không có khả năng trốn đi loại ý nghĩ kinh khủng này một khi sinh ra liền vung không được lôi xà đế tổ hoàn toàn điên cuồng hắn vì bảo vệ tính mạng chỉ có thể làm ra chuyện điên rồ trực tiếp áp sát đến trước mặt Tô Tiểu Bạch, không cho đối phương bất kỳ cơ hội vận dụng môn niệm pháp này. Tô Tiểu Bạch huy động hắc đao, cùng hắn chiến đấu cận chiến, tỉnh táo quan sát thủ đoạn công kích của lôi xà đế tổ, trong lòng không có chút trung động nào, chỉ có chiến ý cuồn cuộn. Nhìn lén đại đạo Cùng giống như trước kia khi liên thủ đánh chết tập phong đế tổ, lôi xà đế tổ mặc dù khôi phục bộ dáng ban đầu, nhưng hết thảy thủ đoạn đều vẫn là được tạo thành từ trên cơ sở đại sấm xét chi đạo đến tiến hành. Bất kể là lục tà lôi long nha cũng tốt, lôi ngục trấn ma công cũng được, những thứ này đều là công pháp thuộc tính lôi thuần túy. Mà ở bên trong ngũ hành tương khắc, lôi thuộc thổ hệ, trời sinh bị khắc bởi một hệ. Tô Tiểu Bạch nghĩ lại, liền trực tiếp vận chuyển một môn công pháp tổ trụ cấp một hệ, sóng biết rạo rực, đồng cỏ xanh lá mọc lan tràn, dồi dào sinh cơ từng tia từng tia phóng ra, lưỡi đao đè lại thiên lôi, một thân ảnh màu trắng kia của Tô Tiểu Bạch phủ lên một dải sáng màu xanh giờ phút này hắn giống như một tôn thần linh thánh khiếp hàng lâm đại hủy diệt chi đạo cùng đại thời không chi đạo gia trì trên hắc đao bị rút về thay vào đó là đại luân hồi chi đạo sinh sôi không ngừng cùng đại hoang vu chi đạo ở trong nháy mắt khi chạm vào tô tiểu bạch lôi xà đế tổ liền cảm giác được dị thường rõ ràng lôi thuộc tính của bản thân giống như là nước sông vỡ đê nhanh chóng trôi đi không đó cũng không phải là bị đoạt đi mà là trực tiếp bị chuyến hóa đại hoang vu chi đạo là mặt đối lập của sinh trưởng nhưng ở dưới đại luân hồi chi đạo gia trì, bản thân lôi xà đế tổ biến thành hoang vu, mà lực lượng của hắn toàn bộ bị một thuộc tính đoạt vào tay, chuyển hóa thành lực lượng của bản thân Tô Tiểu Bạch. Dưới tăng lên như vậy, trên lệch càng kéo ra cực độ kinh khủng. Công pháp tổ trụ cấp của người này và đại đạo kinh khủng thật, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng cùng hiểu biết của ta. Bất kỳ một tu sĩ còn sống nào, cũng không thể đồng thời nắm giữ nhiều đại đạo cùng công pháp tổ trụ cấp như vậy, coi như từ thiên địa sơ khai đến vũ trụ hồng hoang, đều không cách nào làm được. Hắn lại làm được, chẳng lẽ đây chính là chỗ kinh khủng của 12 cái sinh mệnh vũ trụ sao? Lôi xà đế tổ càng nghĩ càng sợ, hắn vận dụng hết thảy thủ đoạn đi chém chết đối phương, nhưng tô tiểu bạch lại là giống như dòi trong xương không cách nào vứt bỏ cũng không cách nào đánh bại, hơn nữa càng giao chiến, lực lượng hắn đạt được thông qua thiêu đốt tổ thể liền sẽ càng ngày càng yếu. Nhưng tô tiểu bạch thì đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Theo thời gian tiếp tục trôi qua, người chết sẽ chỉ là hắn. Trốn. Giờ phút này, trong lòng lôi xà đế tổ cũng chỉ còn lại một suy nghĩ này. Hắn đem cổ tổ chi lực còn sót lại đốt sạch, đem lực lượng tinh huyết coi như nhiên liệu, để cho tốc độ của mình đạt tới một cực hạn trước đó chưa từng có. Tô Tiểu Bạch vốn tưởng rằng đối phương muốn quyết đánh cho đến chết, không nghĩ tới lôi xà đế tổ mới đánh được một chút đã lựa chọn trốn chết. Vận dụng lực lượng cuối cùng chạy trốn sự lựa chọn này cũng không sáng suốt. Dưới một ý niệm, Tô Tiểu Bạch vượt qua vô tận giải sao vũ trụ, trực tiếp đuổi theo lôi xà đế tổ đang hoảng hốt chạy bừa. Tất nhiên, đối phương vận dụng hết toàn lực, tốc độ hoàn toàn không thua kém chính mình, nhưng đây cũng chỉ là cực hạn của lôi xà đế tổ. Người thâm nhập xâm phạm đại á vũ trụ, không một ai vô tội, huống chi vẫn là tồn tại đối với chính mình có sát tâm nặng như vậy. Người này, không thể không giết công pháp tế tự dưới một ý niệm tô tiểu bạch hời hợt huy động hắc đao 200 bộ công pháp tổ trụ cấp đồng thời gia trì ở trên người tô tiểu bạch một đao này cuốn theo uy năng cắt chém hết thảy vạn vật ở sau khi chức năng hệ thống tăng lên công pháp tế tự mỗi ngày có thể phát động hai lần hơn nữa bởi vì công pháp gia tăng uy lực chức năng này mang tới cũng tăng lên tới một mức độ không thể tưởng tượng nổi mà lần này đúng lúc là một lần cuối cùng Tô Tiểu Bạch ôm lấy quyết tâm quyết phải giết, phát động một kích toàn lực. Ánh đao vắt ngang toàn bộ bầu trời, tầm nhìn có thể trông thấy trên bầu trời gần như đều bị ánh đao đen như mực bao phủ. Chúng cường giả đang tại di tích thượng cổ đánh cờ đồng loạt ngẩng đầu, bọn họ nhìn thấy một thân ảnh trắng như tuyết đạp không mà đứng, lưỡi đao màu đen chặt đứt bầu trời, rơi vào trên người lôi xà đế tổ. Một đao cuối cùng này vận dụng sức mạnh của công pháp tế tự, nhìn qua mặc dù rất nhẹ nhàng, nhưng kỳ thật đã tới giới hạn của cấp nhất bộ cổ tổ, nói không khách khí chút nào, một đao này đủ để đánh chết bất kỳ nhất bộ cổ tổ cấp, ngay cả bản thân Tô Tiểu Bạch cũng không tự tin đỡ được. Trong nháy mắt khi thu tay, hắn liền đã biết, lôi xà đế tổ đã là một người chết. Linh lực bên trong không gian trong nháy mắt bị hút hết, tổ lực trong cơ thể ta cũng đang sao động nhộn nhạo. Thật lâu chưa từng thấy qua đao pháp thô bạo như thế, căn bản không có kỹ xảo gì đáng nói, hoàn toàn chính là lấy đại đạo cùng đao ý trực diện nghiền ép, đây là đao pháp giết người triệt để từ đầu tới đuôi. Khi nhóm cấp nhất bộ cổ tổ thấy một đao này, nghi ngờ trong lòng bọn họ đã hoàn toàn tan thành mây khói, giờ phút này tô tiểu bạch ở trong mắt bọn họ, đã được đặt vào vị trí ngồi ngang hàng cùng chính mình, thậm chí cần phải coi là một trong những địch nhân nguy hiểm nhất. Phải biết, thực lực chân thật của tô tiểu bạch chỉ có khoảng thất bộ cổ tổ, mà dưới trạng thái liên tiếp bạo phát, ngay cả cấp nhất bộ cổ tổ đều phải nhìn mà sợ, cái này là một loại nhảy vọt đáng sợ biết bao. Lôi xà đế tổ chạy thoát ra ngoài vạn dặm, nhưng hiển nhiên không thể thoát khỏi vận mệnh phải chết, lưỡi đao của tô tiểu bạch nhanh hơn tử vong, lực áp chế so với đại đạo mạnh hơn, căn bản cũng không cho hắn cơ hội thi triển thủ đoạn chạy trốn, chỗ hắc đao chém xuống, hết thảy pháp tắt bên trong không gian đều mất đi hiệu quả. Lôi xà đế tổ chỉ có thể tuyệt vọng mà nhìn linh hồn của mình chia năm xẻ bảy, ngay cả tổ thể đều bị chém đứt cùng một lúc. Ta không cam lòng. Ta vốn nên trở thành anh hùng cổ ba quốc, tại sao? Lôi xà đế tổ cùng loạn đến khiến người ta rợn cả tóc gáy, trong nháy mắt khi hắn chết đi, một luồng ánh sáng trắng bắn thẳng đến chân trời, bắn về hướng xa xôi trong vũ trụ. Hệ thống, thu về thi thể và tài bảo. Thành công thu về thi thể lôi xà đế tổ, đạt được 13.500 kg vũ trụ kim thu được 17 bộ công pháp tổ cấp, 3 bộ công pháp tổ trụ cấp. Thành công thu về binh khí cấp thái tổ, cấp cổ tổ, đạt được 12.000 kg vũ trụ kim. Bảo vật cấp cổ tổ chính là nhiều, chỉ là thi thể cộng thêm tài bảo liền cho Tô Tiểu Bạch tăng suốt 20.000 kg vũ trụ kim. Đây là một khoản tiền lớn đủ để cho bất kỳ tên cấp thái tổ nào cũng phải đỏ mắt. Có số tiền lớn trong tay, tự nhiên không thể lãng phí. Hệ thống, đem một khóa luyện công cùng một khóa ngộ đạo không gian tiếp tục tăng lên. Đinh. Số dư còn lại của ký chủ chưa đủ, không cách nào tiếp tục thăng cấp. Ách, chuyện này. Tô Tiểu Bạch lúng túng phát hiện, hệ thống hiện tại tăng lên một lần cần số lượng vũ trụ kim đạt tới một con số vô cùng khổng lồ, cho nên hiện tại muốn tăng lên rõ rệt có lẽ đã không thể nào. Lúc trước một khoản tiền giống vậy, hoàn toàn đủ cho hắn dùng để tăng tất cả chức năng hệ thống tăng lên 5 cái đẳng cấp nhưng bây giờ lại là nửa bước khó đi. Dù sao hệ thống hiện tại cũng có thể từ công pháp tổ trụ cấp hợp thành công pháp cổ cấp, tốc độ tu luyện cùng tốc độ ngộ đạo, càng là đã vượt xa tất cả người cùng cảnh giới, nếu là dùng tài sản cảnh giới này liền có thể tiếp tục tăng tiếp mà nói, như vậy cái hệ thống này liền quá kinh khủng. Thực lực của ta quả thực tăng lên một bộ phận, nhưng thực lực chân thật vẫn chẳng qua là ở khoảng cấp thất bộ thái tổ, trừ phi bản tôn vận dụng toàn lực, mới có thể cung cấp cổ tổ yếu nhất giao chiến. Như vậy không được a à, bên trong cổ vực, cấp cổ tổ nhưng mà đi khắp nơi, ta cũng không thể một mực đưa bản tôn ra ngoài, nếu không sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Tô Tiểu Bạch vẫn là rất tỉnh táo, cũng không có bởi vì mới vừa tự tay chém chết một vị cấp nhất bộ cổ tổ mà đắc ý vên váo. Chém chết lôi xà đế tổ phải trả một giá rất cao. Hơn nữa chuyện giống vậy, bây giờ một ngày nhiều lắm là chỉ có thể làm được một lần, một khi gặp phải đối thủ càng mạnh mẽ hơn, vẫn sẽ tồn tại nguy hiểm to lớn. Người tương lai có thể dừng lại ở đài truyền thừa cổ vực, chỉ có cấp cổ tổ, thậm chí cấp cổ tổ muốn tranh đoạt khu vực đài truyền thừa, đều không thể tránh khỏi phải trải qua một tràng chiến đấu tàn khốc máu tanh, người cuối cùng còn sống sót lát đác không có mấy. Bạch ảnh sư đệ, không nghĩ tới ngươi lại giấu giếm thực lực. Không hổ là đệ tử thuần dương cổ tôn, cũng may hôm nay ngươi kịp thời xuất hiện, nếu không chúng ta có thể liền nguy cơ sớm tối. Đại nạn không chết, ba người ma tê đế tổ cũng là không chút nào keo kiệt mà vuốt đuôi nịnh bợ. Nếu như bạch ảnh dưới cái nhìn ban đầu của bọn họ chẳng qua chỉ là thiên phú dị bẩm, vậy bây giờ nghiễm nhiên liền đã vượt qua bọn họ. Thực lực mặt ngoài cửu kiếp bán tổ, thực lực chân thật có thể đánh chết cấp nhất bộ cổ tổ, hoàn toàn đủ để sánh vai với bất kỳ quái vật cấp cổ tổ nào khác, phải biết tô tiểu bạch còn chưa có chân chính hóa tổ, một khi hắn thật bước ra một bước kia có lẽ sẽ vượt qua tuyệt đại đa số người bàn về thực lực tô tiểu bạch đã vượt qua bất kỳ người nào bên trong ba người bọn họ ngay cả ma tê đế tổ từ trước tới giờ lấy tiềm lực nhục thân lớn nhất mà vinh cũng phải mặc cảm dù sao mới vừa rồi lôi xà đế tổ nhưng là một kiếm liền xé rách phòng ngự của hắn mà tô tiểu bạch tại bên trong trận chiến này đâu chỉ bị chém trúng một lần vô số lần bị thương kinh khủng hắn đều trong nháy mắt khôi phục căn bản không cần phải dựa vào ngoại lực Gần như bên trong thiên tài của cả vô thượng thuần dương cung, Tô Tiểu Bạch cũng đã có thể siêu việt 99% người, còn dư lại một bộ phận người kia, không phải yêu nghiệt chính là người quái dị, căn bản đều không có một người bình thường. Tô Tiểu Bạch đối với ba vị đồng môn sư huynh này ôm lòng hảo cảm, lại cũng không cùng đối phương giao lưu quá nhiều, thế giới cường giả lấy thực lực vi tôn, khi ngươi có được đầy đủ thực lực, có vài người không cần thiết phải chủ động kết giao, chính bọn hắn sẽ tự tìm tới cửa. Ma Tê Đế Tổ, ta trước hết chữa trị thương thế cho Bích Dương Đế Tổ, sau đó hắn do các ngươi tới chữa thương. Nếu như đã là đồng cấp, Tô Tiểu Bạch dứt khoát ngay cả sư huynh cũng không cần phải kêu. Ma Tê Đế Tổ thấy vị sư đệ bạch ảnh này cũng không có kiêu căng với bọn hắn, ngược lại thì thở vào nhẹ nhõm, đối phương ít nhất vẫn còn là người phe mình. Dù nói thế nào, bạch ảnh là đệ tử thuần dương cổ tôn, đại biểu tương lai của vô thượng thuần dương cung, nếu như ngay cả hắn cũng giống như thanh lôi đế tổ đều là gian tế, vậy bọn họ thật phải tuyệt vọng. Về phần chuyện lôi xà đế tổ thân là người thâm nhập của cổ ba quốc này, nếu không có tô tiểu bạch, sợ rằng những tinh nhuệ của tông môn này đến chết cũng sẽ không phát hiện. Chân chính để cho tô tiểu bạch chú ý cũng không phải là bản thân lôi xà đế tổ, dù mạnh thế nào đi chăng nữa, lôi xà đế tổ cũng là thực lực cấp nhất bộ cổ tổ, chính mình dầu gì cũng là người đem hắn đánh chết, tóm lại là không đến nỗi phát triển biến hóa thành một khối u ác tính. Nhưng mà luồng ánh sáng trắng lôi xà đế tổ phát ra trước khi chết kia, để cho Tô Tiểu Bạch đặc biệt để ý. Cùng cổ ba quốc tiếp xúc thời gian hơn nửa năm, để cho Tô Tiểu Bạch phát hiện một chuyện, giữa sinh mệnh cổ ba quốc với nhau, tồn tại thủ đoạn giao lưu đặc thù. Hết thảy pháp tắc đều không ngăn cản được luồng ánh sáng trắng kia, rất có thể, nó chính là một cái tín hiệu. Đang lúc này, nhóm cái bóng đến từ một vị trí khác trong cổ vực bỗng nhiên truyền đến một đạo tin tức cảnh cáo nhắc nhở. Có sinh mệnh vũ trụ cường đại đang chạy tới nơi đây, mục tiêu vô cùng chuẩn xác. Có ý tứ. Không khó suy đoán, người tới hơn phân nửa chính là viện binh tới từ cổ ba quốc. Rất lâu trước đây, Tô Tiểu Bạch liền phát hiện đại á vũ trụ khắp nơi đều tồn tại người thâm nhập của cổ ba quốc, thực lực những người thâm nhập này cũng đều không tầm thường, từ cấp thái tổ cho tới cấp cổ tổ, đều tồn tại gian tế phe địch. Mà một bộ phận đám người này có thể tiến vào trong vũ trụ thiên tài chi chiến cũng không nằm ngoài dự liệu của Tô Tiểu Bạch, chẳng qua cổ ba quốc thủ đoạn thông thiên, có lẽ trong tay người tới cũng tồn tại không ít tài bảo. Một tên lôi xà đế tổ liền có giá trị 20.000 kg vũ trụ kim, nếu như là viện quân hắn gọi tới, có lẽ so với hắn càng đáng tiền. Khóe miệng Tô Tiểu Bạch hơi hơi nhếch lên, hắn nghĩ tới một cái chủ ý tuyệt hảo. Lôi xà đế tổ không phải là phát ra tín hiệu sao? Vậy mình ở nơi này há miệng chờ sung, dùng khỏe ứng mệt nếu muốn xuống tay với chính mình vậy thì phải làm xong chuẩn bị bị giết ngược tô tiểu bạch trực tiếp trở lại vũ trụ trong cơ thể nghỉ ngơi lấy sức khôi phục trạng thái thực lực cũng vững bước tăng lên tới trình độ tiếp cận bác bộ thái tổ liền trong lúc kiên nhẫn chờ đợi một ngày cực nhanh mà qua ở phía chân trời xa xôi một đạo ánh sáng trắng từ vũ trụ bay vút qua người này mái tóc dài màu vàng ống người khoác áo giáp bạch ngân Thanh cử kiếm không màu dưới thân giống như tồn tại duy nhất trong vũ trụ. Phương hướng hắn đang tiến về chính là bên trong di tích thượng cổ, nơi hẻo lánh chỗ cái bóng số 2 đang ở. Trong một mảnh phế tích thời đại viễn cổ, cái bóng số 2 ngửa mặt trông lên bầu trời, ánh mắt lóe lên, lại là hắn, không nghĩ tới hắn cũng là người thâm nhập. Bạch Kim Đế tổ, người này đến từ Vô Thượng Thuần Dương Cung, bởi vì tu luyện chính là công pháp Vô Thượng Thuần Dương Cung hắn ở trên phương diện vận dụng cự kiếm có thành tựu rất cao, dùng cách nói của một vị điện tổ bên trong môn phái, chính là hơi có mấy phần khí phách quát tháo vũ trụ của thuần dương cổ tôn năm đó. Bạch Kim Đế Tổ còn có một danh hiệu vang danh khắp đại thiên phục chư hư giới, gọi là kiếm cùng. Người này lấy kiếm chứng đạo, lấy kiếm thành danh, ở sau khi bạch ảnh bị thuần dương cổ tôn thu làm học trò, còn đích thân đến cửa, vì hắn mà giảng giải một môn kiếm thuật bí truyền. Vô thượng thuần dương cung, thật sự là từ trên xuống dưới bị thẩm thấu thành cái sàn cô tiểu bạch chắc chắn ở bên cạnh mình rất có thể còn tồn tại rất nhiều người thâm nhập chưa bị phát giác trên không trung Tự kiếm luẩn quẩn bạch kim đế tổ ở vô thượng thuần dương cung là một nhân vật vang danh hiển hách bên ngoài hắn chinh phạt ngoại địch chinh chiến tứ phương mà ở bên trong môn phải hắn cùng với rất nhiều đệ tử đều có quan hệ vừa là bạn vừa là thầy chẳng qua ngay tại đêm trước vũ trụ thiên tài chi chiến hắn biến mất một đoạn thời gian. Bị thay thế à? Cái bóng số 2000 cự kiếm du đảng trên không trung, chỉ thấy bạch kim đế tổ ở trên đó ngắm nhìn bốn phía, cảm ứng được vết tích chiến đấu ác liệt, không khỏi nhíu mày, nói, có khí tức bạch ảnh. Chẳng lẽ hắn đã chết rồi hả? Mà lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện trước mắt của hắn. Bạch kim đế tổ nhìn tô tiểu bạch hoáng đổi mà ra, lạnh giọng quát lên, hạng tôn tép từ đâu tới, chỉ là cấp thái tổ, cũng dám xuất hiện trước mặt ta. Thực lực bạch kim đế tổ cùng lôi xà đế tổ không chênh lệch bao nhiêu, thực lực của hắn cũng ở trong cấp nhất bộ cổ tổ, vì vậy khi nhìn thấy một vị cấp thái tổ xa lạ, dĩ nhiên là đem đối phương coi như hạng người không biết sống chết. Tô Tiểu Bạch nhẹ nhàng trả lời, ta chính là Bạch Ảnh. Ngay sau đó, khuôn mặt của hắn chậm rãi xảy ra biến đổi, lại biến thành bộ dạng Bạch Ảnh. Hừ, rất tốt. Sắc mặt Bạch Kim Đế Tổ khẽ biến, nhưng lại không có lựa chọn đánh chết bạch ảnh giống như lôi xà đế tổ hắn so với bất luận kẻ nào đều biết thuần dương cổ tôn khẳng định cho đệ tử của mình phát bảo bảo vệ tính mạng không có gì bất ngờ xảy ra coi như một ít cổ cấp ra tay đều chưa chắc có cơ hội trực tiếp đánh chết hắn việc cần thiết trước mắt là đem tin tức này truyền cho cao tầng cổ ba quốc chỗ không gian hiện tại đang ở tin tức không cách nào truyền đi phải lập tức rời đi nơi này tự kiếm chuyển hướng cuối cùng trực tiếp quay đầu lướt đi căn bản không có ham hố cùng Tô Tiểu Bạch đánh một trận. Vẫn là rất thông minh, nhưng ngươi trốn không thoát. Tô Tiểu Bạch bước ra một bước, phát động đại thời không chi đạo, hắn trực tiếp ngăn ở trước mặt Bạch Kim Đế Tổ. Trên hư không, hai thân ảnh màu trắng vàng co, Bạch Kim Đế Tổ lạnh lùng nói, ngươi nghĩ mình là ai, cũng dám cản ta. Dứt lời, giơ tay lên một cái, hàng vạn ánh kiếm rơi xuống, uy áp cấp cổ tổ ngập trời rập đất rủ xuống. Hắn quả thật không tính giết Bạch Ảnh, dù sao đi nữa cũng không làm được, nhưng đè lên đánh một chút hoàn toàn là dư sức. Tư chất cửu kiếp bán tổ, chết no cũng chẳng qua có thực lực thái tổ, một tên tu sĩ như vậy, ở trước mặt Bạch Kim Đế tổ còn chưa thể nhảy nhót. Nhưng là sau một khắc, khí tức Tô Tiểu Bạch đột nhiên phát sinh biến hóa, ở sau lưng của hắn, hư không tối đen, mấy chục ngàn thân ảnh từ bốn phương tám hướng hội tụ mà tới, toàn bộ tiến vào trong cơ thể hắn khí tức ba ngàn đại đạo dâng lên công pháp tổ trụ cấp triển khai như suối tuôn lấy tô tiểu bạch làm trung tâm khu vực này trong nháy mắt liền bị khí tức cực kỳ cường hãng bao phủ thập bộ thái tổ nhất bộ cổ tổ ngươi lại có thể bước vào cảnh giới này hô hấp của bạch kim đế tổ cứng lại thập bộ thái tổ cùng nhất bộ cổ tổ là khác biệt trời vực giỏi mắt đại á vũ trụ người có thể vượt qua cảnh giới này đã ít lại càng ít mà ở giai đoạn cửu kiếp bán tổ liền phát huy ra thực lực sánh bằng cấp cổ tổ, loại thiên tư này đã vượt qua trí tưởng tượng của tu sĩ. Hoàn toàn liền là chuyện không thể nào xảy ra. Coi như là vị chung cách đại nhân kia của cổ ba quốc, ban đầu cũng không làm được a. À. Tô Tiểu Bạch cùng một lúc mở ra hai loại chức năng cái bóng phụ thân cùng công pháp tế tự, nghiễm nhiên đã trở lại dưới trạng thái lúc trước đánh chết lôi xà đế tổ, thậm chí bởi vì hệ thống hơi tăng lên, thực lực này so với lúc ấy chắc chắn mạnh hơn. Khi hắc đao ra tay, ánh kiếm đầy trời đều biến mất không thấy, cổ tổ chi lực hạ xuống người Tô Tiểu Bạch thoạt nhìn giống như là một chuyện cười, vô luận là uy áp hay là kiếm khí, ở dưới sức mạnh của hắc đao đều không thể tồn tại. Bạch Kim Đế tổ chinh chiến cả đời, chưa bao giờ sợ qua ai, nhưng trong nháy mắt khi hắn thấy Tô Tiểu Bạch xuất đao, trong mắt của hắn rụt lại, cả người cảm nhận được một cổ nguy cơ trước đó chưa từng có. Coi như ngươi có thực lực cấp cổ tổ, cũng không cách nào giết chết ta, đã như vậy, ta chạy trốn là được. Bạch Kim Đế tổ làm ra lựa chọn hắn nghĩ là lý trí nhất, chính diện giao chiến sợ rằng không có bao nhiêu tỷ lệ thắng, nhưng mình cũng là cấp nhất bộ cổ tổ, đối phương muốn giết hắn nhưng mà cũng không dễ dàng. Tự kiếm không màu lại lần nữa lơ lửng bay lên, Bạch Kim Đế tổ toàn lực thúc dục lưỡi kiếm phi hành, nhìn cũng không nhìn Tô Tiểu Bạch một cái, trực tiếp trốn hướng bên ngoài di tích thượng cổ. Chiến đấu hay là không chiến, Bạch Kim Đế tổ tự nhận là còn có quyền lựa chọn nhưng mà tô tiểu bạch cũng không tính để cho con vịt tới tay bay đi nếu đã tới vậy thì ở lại đây đi người thâm nhập không có một ai là vô tội hôm nay ngươi đi không được thân ảnh màu trắng vừa sải bước liền xuyên qua vô tận thời không tô tiểu bạch nắm lấy một lưỡi đao màu đen to lớn như một phiến vũ trụ xuyên qua ngắm phương hướng bạch kim đế tổ bỏ chạy vung chém ra một đạo ánh đao màu đen phốc suy mắt bạch kim đế tổ tối sầm lại ngay sau đó bắt đầu phun màu phè phè Hắn cúi đầu nhìn, bả vai bên trái của chính mình vậy mà biến mất không còn gì nữa, ánh đao màu đen tàn phá trong cơ thể hắn, chỉ là một đao, cổ tổ chi thể của hắn lại tổn thương 17%. Hắc đao chém ra, mang theo uy năng vô cùng vô tận. Bạch Kim Đế tổ vốn tưởng rằng một đao này cũng chẳng ra làm sao, nhưng mà sau khi tự mình đối mặt ánh đao ngập trời rập đất kia, hắn mới ý thức được hắn đã lầm. Hắn đánh giá quá cao phòng ngự của mình, cũng đánh giá thấp lực bộc phát của Bạch Ảnh một đao này căn bản không cần bất kỳ chải chuốt đến từ công pháp, chỉ là phát ra lực lượng đã đạt đến trình độ bẻ gãy cành khô, chỗ nó đi qua không gì không hóa thành tro bụi. Đây là siêu việt nhất bộ cổ tổ. Bạch Kim Đế tổ thân là cường giả có tạo nghệ trên lĩnh vực đao kiếm không thấp, thoáng cái là có thể nhìn ra uy lực một đao này, nhưng hắn đã không tránh khỏi. Phá. Giờ phút này, hắn chỉ có thể kiên trì đến cùng, cùng đối phương vật nhau, tranh thủ hóa giải một kích này. Ngân hà kiếm đạo, mở. Bạch kim đế tổ rải ra một mảnh giải sao bát ngát, cự kiếm dưới bổ trợ của lực lượng sao trời lại lần nữa biến lớn mấy chục lần, từ xa nhìn lại, kiếm của hắn biến lớn như một ngôi sao, một thân ảnh màu trắng kia không có bất kỳ lui bước, chỉ có thể dốc hết sức đánh vào chính diện. Cự kiếm vung quét qua thương khung, ánh kiếm mông lung giống như ánh sao chiếu xuống sáng chói rực rỡ, ở trong mảnh sao trời bát ngát kia, một cái bóng đen như mực dứt khỏi trùng vây tô tiểu bạch trực tiếp bước qua hư không mà tới bên trên cự kiếm bạch kim đế tổ đã là đầu đầy mồ hôi lạnh đối diện uy áp đè ép xuống khiến cho một tên nhất bộ cổ tổ như hắn cũng cảm thấy khó mà thở nổi trực tiếp không nhìn tinh thần kiếm ý của ta chuẩn bị công kích bản thể của ta sao đệ tử thuần dương cổ tôn quả nhiên không bình thường nhưng ngươi vẫn còn non lắm Vì thế cấp nhất bộ cổ tổ lại tăng cao hơn một tầng lần này Bạch Kim Đế Tổ lựa chọn hiến tế tu vi. Hiến tế là thủ đoạn bảo vệ tính mạng của cổ tổ cấp, lựa chọn thông qua hy sinh một bộ phận tu vi, thậm chí là tuổi thọ, có thể đạt tới hiệu quả lực lượng ngay lập tức tăng vọt. Ánh sáng chói lọi màu vàng bao phủ ở trên người Bạch Kim Đế Tổ lại càng nồng đậm hơn trước, thực lực của hắn so với trước kia được cường hóa ít nhất hai thành trở lên, mạnh mẽ đến đủ để viễn siêu lôi xà đế tổ trước đây. Tự kiếm nghênh đón một chém của bản tôn tô tiểu bạch, vô tình kiếm đạo cắn nuốt hết thảy, đại địa vòng ngoài di tích thượng cổ trong khoảnh khắc trở nên nham nhở. Đây là kiếm cuồng bạch kim. Kiếm khí thật là bá đao, chẳng lẽ hắn muốn đem nơi này đều hất bay sao? Cấp nhất bộ cổ tổ lại luyện kiếm pháp đến trình độ như vậy, thật là khủng khiếp, thật là cường hãn. Xa xa đã có tu sĩ nhận ra cổ kiếm ý này tác quái tác quái, không thể không thừa nhận, cường giả cấp cổ tổ một khi bộc phát ra thực lực chân chính, tuyệt đối đủ để dẫn tới sự chú ý của người khác trong toàn bộ phạm vi di tích thượng cổ. Ngay một khắc này, có rất nhiều thập bộ thái tổ đều đang run rẩy. Gió hất bay đá tảng, kiếm khí như sóng lớn, đang cuốn sạch tất cả. Ngẫn đầu nhìn lại, một thanh cự kiếm bay vùng vụt mà qua trong thiên địa. Đây là một kiếm đủ để cho cấp thái tổ nghe tin đã sợ mất mật, kiếm này có thể trực tiếp giết nhất nhất bộ cổ tổ. Tô Tiểu Bạch tập trung sự chú ý lên trên hắc đao, hắn có thể vượt qua hư không, cũng có thể không nhìn sự ảnh hưởng của pháp tắc, đặt chân ở sâu trong không trung vũ trụ, mỗi bổ ra một đao liền có vô số ngôi sao bể nát. Công pháp tế tự đang có hiệu lực, lần này, Tô tiểu Bạch mạnh mẽ vượt qua biển kiếm ý, ở một góc độ Bạch Kim Đế Tổ không ngờ tới nhất liên tục chém ra ba đao. Ba đao này, tất lấy mạng hắn. Ầm. Uhm. Đạo pháp đều bị chôn vùi, Vi năng vũ trụ đại đạo quanh quẩn bên trong không gian, ở trung tâm nơi đao kiếp tiếp xúc bởi vì hết thảy đều là lực lượng hủy diệt cực hạn, khiến cho đá vụn bay lên không, sông lớn chảy ngược lên trời. Ở nơi đó, Bạch Kim Đế tổ trúng liền ba đao, phát ra một tiếng gào thét thê lương, cự kiếm trực tiếp bị hất bay ra. Miệng hắn ói máu tươi, nặng nề rơi xuống, vô số ngôi sao sáng trên trời rơi xuống. Trong mắt Bạch Kim Đế tổ lộ ra vẻ khiếp vía, dưới ba đao này, thân thể của hắn bị tổn thương 17% một khi cấp cổ tổ nhận phải tổn thương vượt qua một thành tới gần hai thành, điều này ý nghĩa là rất có thể hắn đang đối mặt với tử thần. Muốn tru diệt một tên cấp cổ tổ đồng thọ cùng trời đất vô cùng khó khăn, phải vận dụng lực lượng đạt đến cấp độ tầm vũ trụ mà Tô Tiểu Bạch làm được. Ba đao này, đối với hắn mà nói, chỉ là hời hợt vung ra. Ta trốn không thoát. Bạch Kim Đế Tổ tuyệt vọng nhận ra sự thật này, một kiếm mới vừa rồi kia đã là cực hạn của hắn, mà tô tiểu bạch chẳng những không chịu ảnh hưởng, ngược lại đỡ lấy một kiếm kia, suýt chút nữa thì muốn tánh mạng của mình. Tiếp tục như vậy, bạch kim đế tổ lập tức sẽ biến thành một bộ thi thể. Quy thiên thanh đồng kính. Trảm đạo huyền long kiếm. Đại mộng tam thiên thảm. Sắc mặt bạch kim đế tổ đỏ lên, vì bảo mệnh, hắn lựa chọn đem tất cả bảo vật ép đáy hồng toàn bộ sử dụng tới. Hai mắt tô tiểu bạch tỏa sáng, cái gương đồng kia màu sắc xinh đẹp, có thể ảnh hưởng không gian, rõ ràng chính là một món bảo vật cấp cổ tổ chân chính. Mà chui kiếm giống như rồng đen này mặc dù nhìn qua không có gì lạ, nhưng ẩn chứa vết tích của 10 loại đại đạo, bàn về uy lực mà nói có thể so với cái kính đồng kia càng cao hơn, càng đáng tiền. Về phần tấm thảm lộ hoàn toàn trong suốt kia, lúc trước một mực bao bọc tại mặt ngoài cự kiếm, lúc này hoàn toàn bị thả ra ngoài, Tô Tiểu Bạch mới phát hiện đó là một món pháp bảo cấp cổ tổ khác. Có thể một hơi sử dụng ba kiện bảo vật cấp cổ tổ, không thể không nói, nội tình của Bạch Kim Đế Tổ đúng là hùng hậu. Tiện tay là có thể xuất ra ba cái bảo vật cấp cổ tổ, đây mới đúng là vật cấp cổ tổ cất giấu mà. Hai mắt Tô Tiểu Bạch sáng lên, Bạch Kim Đế Tổ còn không biết, hiện tại hắn đã biến thành kẹo đường ngon ngọt trong mắt Tô Tiểu Bạch, hận không thể vội vàng ăn xuống. Chờ suốt một ngày, cũng không uổng phí chút nào, đây nhưng mà chính là một kho vàng a. Ba cái pháp bảo cấp cổ tổ, nhô lên cao nối thành một đường, cố gắng lấy toàn bộ uy năng đi ngăn cản một đao điên cuồng mà Tô Tiểu Bạch bổ xuống. Nhưng mà Tô Tiểu Bạch há nào lại là người dễ từ bỏ ý đồ như vậy, Bạch Kim Đế Tổ cũng không biết bởi vì thế, họa sát thân này của hắn biến thành số mệnh đã an bài. Gặp quỷ, chẳng lẽ hắn không sợ pháp khí cấp cổ tổ sao? Hắc đao trong tay hắn rốt cuộc là lai lịch gì, vi lực cực kỳ lớn, thậm chí ngay cả binh khí cấp cổ tổ đều không cách nào ngăn lại bạch kim đế tổ đã bỏ ra vốn liếng rất lớn bảo vật cấp cổ tổ của hắn thật ra cũng không nhiều trong đó còn có một nửa là tìm được khi chiến đấu trong cổ vực nhưng bây giờ tô tiểu bạch trực tiếp cầm đao chém qua một cái giống như một tên lưu manh chợ búa ở trong vũ trụ mênh mông dết ra một con đường máu cái gì kiếm cùng bạch kim cái tên bạch ảnh này mới là đao cùng thứ thiệt bạch kim đế tổ công cũng không được lui cũng không xong cứ như vậy lâm vào tuyệt cảnh, chỉ có thể kiên trì đánh với Tô Tiểu Bạch một trận, dù là biết phần thắng của mình cực kỳ bé nhỏ. Ngay tại bên ngoài thượng cổ di tích, một đám thái tổ cấp vụn trộn theo dõi trận đại chiến cấp cổ tổ này, một số người âm thầm sợ hãi tháng phục, cũng có người ở sau lưng, mơ ước bảo vật trên người bọn hắn. Bạch Kim Đế tổ quả là danh bất hư truyền, chỗ lưỡi kiếm chém qua không còn một ngọn cỏ, liền tinh vực cũng có thể chém nát. Vậy thì như thế nào? thực lực của hắn ở bên trong cổ tổ cũng không tính là mạnh mẽ. Là người phương nào đang giao chiến với hắn? Đối phương có thể cũng có lai lịch không nhỏ. Đợi đã. Bên kia không phải là bạch ảnh nắm giữ cái 12 sinh mệnh vũ trụ, bị thuần dương cổ tôn thu làm môn đồ sao? Hắn cùng bạch kim đế tổ là đồng môn sư huynh đệ, vì sao bây giờ lại tàn sát lẫn nhau? Ha ha, thế giới cường giả thực lực vi tôn, đến bên trong cổ vực, bản thân khó bảo toàn, mỗi người mỗi quan điểm, còn có bè phái cái gì. Theo ta thấy, hai người này ngang sức ngang tài, coi như là phe chiến thắng, cũng nhất định thương thế thảm trọng, chẳng bằng chúng ta. Lời còn chưa dứt, dư âm bạo nổ, phát ra một cổ thanh âm trầm trọng như sóng lớn, một đám thiên tài cấp thái tổ đứng cách đó quá gần tại chỗ hóa thành tro tàn, ngay cả cặn đều không còn sót lại. Chuyện này. Cái này, đây, 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 chuyện này đám thái tổ cấp này làm sao cũng nghĩ không ra, hai tên nhất bộ của tổ liều mạng đại chiến, lại diễn biến thành quy mô như vậy, kinh khủng như vậy. Trên bầu trời, Tô Tiểu Bạch đã dựa vào hắc đao, không nói đạo lý, vô cùng bá đạo, trực tiếp dí đè lên trên mặt Bạch Kim Đế Tổ. Hắn cũng không có phát huy toàn lực, mà là đang ép Bạch Kim Đế Tổ tiếp tục tung ra nội tình. Cái bóng số 2, cái bóng số 3, theo ta giáp công trái phải, dùng đại thời không chi đạo cùng đại chấn động chi đạo. Tô Tiểu Bạch bắt chước phương thức chiến đấu của tiểu đội vô thượng thuần dương cung lúc trước, đồng thời phái ra hai cái phân thân, đi quấy nhiễu làm cho Bạch Kim Đế Tổ phải bị rối. Không gian không ngừng vặn vẹo chấn động, ngay cả thân hình Tô Tiểu Bạch đều trở nên mơ hồ. Dù cho Bạch Kim Đế Tổ thủ đoạn thông thiên, lâm vào trong vùng thời không rối loạn này cũng sẽ trở nên vô cùng bị động. Công kích phá trận, quấy nhiễu vòng ngoài, ảnh hưởng của môi trường. Tô Tiểu Bạch đã đem kỹ xảo chiến đấu chính mình nhìn thấy đều bỏ thêm vào, từ trên ý nghĩa nào đó tới nói hắn đã hoàn toàn đem bạch kim đế tổ coi là con chuột bạch không cách nào công ra ngoài đánh ra công kích lập tức bị chặn lại những phân thân này coi như giết chết cũng sẽ khôi phục bạch kim đế tổ phát điên lúc trước cô tiểu bạch còn có ý cùng hắn giao thủ chính diện mà bây giờ đối phương chỉ cần vận dụng hai cái phân thân là có thể đem hắn đùa bẩn trong lòng bàn tay cho tới bây giờ ta chưa từng nghĩ sẽ chết trong tay một tên cửu kiếp bán tổ nhưng đau của ngươi rất lợi hại thanh âm bạch kim đế tổ dần dần trở nên lạnh lùng từ trên người của hắn chậm rãi tản mát ra một cổ chấn động vô cùng nguy hiểm tự bạo tô tiểu bạch thờ ơ loại chuyện tự bạo này trên đời này sợ rằng không người nào so với hắn quen thuộc hơn đại thời không chi đạo co rút lại thời không hạn chế hắn đến chết cho ta ở bên ngoài thân thể bạch kim đế tổ không gian trực tiếp sụp đổ chỉ cần bạch kim đế tổ cố gắng tự bạo thời không mãnh liệt như thủy triều sẽ đem hắn kéo lại vô luận chấn động mãnh liệt đến đâu đều không cách nào truyền ra khu vực này coi như bạch kim đế tổ thật tự bạo thành công cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì tô tiểu bạch chỉ tay vào hắn thi thể của ngươi còn hữu dụng ta làm sao có thể để cho ngươi tự bạo chứ vô số công pháp tổ trụ cấp đồng thời phát động ba ngàn đại đạo đồng thời trấn áp xuống bạch kim đế tổ chết trong nháy mắt giống như gặp được một vị thần. Thời không hoàn toàn co rút lại, một đời thiên kiêu bạch kim đế tổ, bị ép chết chỉ cần thời gian nửa giây. Hệ thống, đem hết thảy mọi thứ trên người người này toàn bộ thu về. Đinh Chức năng một khóa thu về khởi động, tự động thu về thi thể, tài bảo, binh khí. Thu về thành công. Đạt được 30.000 kg vũ trụ kim. Quả nhiên, Mặc dù thực lực chân chính của Bạch Kim Đế Tổ còn không bằng lôi xà đế tổ, nhưng trên người của hắn tất giấu bảo bối không ít chút nào, trực tiếp cho Tô Tiểu Bạch chuyến hóa thành 30.000 kg vũ trụ kim. Đối với một cường giả cấp cổ tổ mà nói, vật trọng yếu nhất chỉ có hai cái, một là công pháp tổ trụ cấp, hai chính là pháp bảo cấp cổ tổ. Dĩ nhiên, đối với Tô Tiểu Bạch, chỉ xem nó là kim tiền thôi, thiên tài cường hãn hơn đi chăng nữa, tóm lại cũng không tránh được từng là người phàm, tu luyện đều phải đi từng bước một nhưng mà đối với tô tiểu bạch mà nói chỉ cần tiền đủ số hết thảy đều dễ nói thông qua thu về thi thể bạch kim đế tổ và tu di nạp giới tô tiểu bạch còn biết được một ít tình báo quan trọng điểm thứ nhất bạch kim đế tổ thật ra thì đã nắm giữ hết vị trí chính xác của mấy chỗ di tích thượng cổ đang chuẩn bị đi qua nhưng nửa đường gặp lôi xà đế tổ cầu cứu lúc này mới trực tiếp chạy tới thì ra di tích thượng cổ bị phát hiện bên trong cổ vực đã có vài tòa bạch kim đế tổ có lẽ đã nắm giữ tất cả vị trí cụ thể sau khi lấy được những tin tức này tô tiểu bạch liền dứt khoát đem mấy cái bóng ở phụ cận toàn bộ điều động đi qua chuẩn bị lại lần nữa bắt đầu thu gạch điểm thứ hai chính là người nhận được tín hiệu không chỉ bạch kim đế tổ còn có những thiên tài cấp cổ tổ khác sẽ tiếp tục chạy tới đã như vậy tô tiểu bạch liền có thể tiếp tục lặp lại chiêu cũ dù sao săn giết một tên cấp cổ tổ, lợi nhuận của nó xa xa phía trên săn giết thái tổ cấp. Nếu như đám thiên tài cấp cổ tổ bên trong cổ vực biết họ đã trở thành mục tiêu săn giết của một người điên, chắc hẳn sẽ khiếp sợ không thôi đi. Nhưng mà ngay tại lúc bọn họ còn chưa chú ý tới, Tô Tiểu Bạch đã mạnh hơn không ít. Nếu tiền đã vào túi của mình, vậy liền đem chức năng một khóa tự động đánh quái tăng lên lần nữa. Tô Tiểu Bạch ra lệnh một tiếng, vũ trụ kim trong tay liền gần như tiêu hao sạch, mà chức năng một khóa tự động đánh quái cũng hoàn thành thăng cấp tương ứng. Lần này, cái bóng cô tiểu bạch có thể sai sử trực tiếp từ 740.000 tăng gấp đôi, trực tiếp biến thành 1 triệu 480.000. Đây là một tốc độ không thể tưởng tượng nổi, sau khi số lượng cái bóng vượt qua triệu cái, tốc độ chế tạo cái bóng hồng kim sẽ tăng nhanh, vô cùng nhanh, đơn thuần khuếch tán ra cũng đã có thể đưa tới hiệu quả cấp hủy diệt. Huống chi, hiệu quả tăng lên của cái bóng phụ thể mang tới quả thực quá kinh khủng, nếu như chức năng này một mực tiếp tục tăng lên trong tương lai sức chiến đấu của tô tiểu bạch lại sẽ tăng thêm một bước một cấp bậc hơn nữa bởi vì vậy mạng lưới tình báo của tô tiểu bạch cũng có thể lập tức trải rộng ra để cho các tin tức phát sinh trong các xó xỉnh của cổ vực trước tiên liền toàn bộ vận chuyển đến vũ trụ trong cơ thể vị trí bản tôn của tô tiểu bạch mà lúc này người khởi xướng đại loạn trong cổ vực tô tiểu bạch đang ở vũ trụ trong cơ thể đem một cô bé nhẹ nhàng nâng qua đầu vai đạm đài bạch mặc dù chơi rất vui vẻ nhưng giữa lông mày nụ cười cuối cùng không phải hết cỡ tô tiểu bạch biết nàng một mực nhớ nhung linh bình cổ tổ chẳng qua bây giờ còn chưa phải lúc cha đáp ứng con rất nhanh sẽ cho con thấy mẹ lại cho cha một ít thời gian thôi sau khi đạm đài bạch ngủ rồi lúc này tô linh nhi mới chủ động mở miệng đại chiến thiên tài vũ trụ anh cực khổ rồi a à. nói là cực khổ thật ra thì cũng không phải chính anh xuất lực Tô Tiểu Bạch có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, trên thực tế cũng quả thật đúng như vậy, hắn tu luyện so với người bình thường đơn giản hơn quá nhiều, mà tru diệt thiên tài cấp thái tổ cũng không cần hắn phải tự mình ra tay, phần lớn thời điểm phân thân có thể tự mình hoàn thành. Chỉ cần lại để cho những cái bóng này tiếp tục trải rộng, rất nhanh Tô Tiểu Bạch có thể nắm giữ lượng lớn tài nguyên, một lần nữa hoàn thành tăng lên. Ta cần phải không ngừng chinh chiến tứ phương, hôm nay vùng vũ trụ này cũng không phải an toàn, mục tiêu của ta là cổ cấp. Tồn tại cấp độ cổ cấp, cổ tôn, mục tiêu lớn nhất của Tô Tiểu Bạch hôm nay chính là bước vào cấp độ này. Đây là cấp độ thực lực đủ để rung chuyển cổ ba quốc, có lẽ sau khi bước vào tầng thứ kia, Tô Tiểu Bạch liền có thể áp đảo cao tầng cổ ba quốc, can thiệp vào đại chiến vũ trụ chắc chắn sẽ phát sinh trong tương lai. Nếu như mỗi tên viện binh bị Lôi Xà Đế Tổ gọi tới đều có trình độ này, không cần bao lâu, Tô Tiểu Bạch liền có thể tăng lên cấp bậc hệ thống, vượt qua nhóm dẫn đầu. Lúc đầu Tô Tiểu Bạch ông tính toán là chuẩn bị tiếp tục há miệng chờ sung rụng, nhưng ngay sau đó, vệt tín hiệu màu trắng giống như là đá chìm đáy biển, không có tin tức gì truyền về. Ngược lại căn cứ tình báo, nhóm phân thân đi mấy chỗ di tích thượng cổ đạt được thu hoạch rất phong phú, lấy số 3 cùng số 5 cầm đầu, một nhóm cái bóng hồng kim ở bên trong 3 ngày trắng trợn cướp đoạt thái tổ cấp thấp, một bộ phận cấp thái tổ đẳng cấp cao ở xa trong thấy liền tìm cấp cổ tổ nương tựa, vì không dẫn lửa thiêu thân, nhóm cái bóng cũng không có chủ động đi treo dọc cấp cổ tổ. Ba ngày, thu hoạch 3.000 kg vũ trụ kim, cái tốc độ này vẫn là có thể tiếp nhận. Mặc dù còn cách cự ly rất xa mới đủ tài sản cần thiết để tăng lên chức năng hệ thống, nhưng cái tốc độ tích lũy này đã mau hơn so với bên ngoài. Bản tôn tô tiểu bạch vẫn ở vũ trụ trong cơ thể bí mật quan sát đến chỗ di tích thượng cổ cái bóng số 2 đang ở, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ còn có nhiều viện binh tới, coi như bọn hắn biết lôi xà đế tổ cùng bạch kim đế tổ đã chết nhưng mà chuyện cụ thể gì xảy ra cũng chưa được tiết lộ ra ngoài chỉ là như vậy liền đủ để cho bọn cấp cổ tổ hiếu kỳ tò mò đến xem trước mắt há miệng chờ sung không thể nghi ngờ là phương thức tốt nhất để tối đại hóa lợi nhuận đánh chết một tên cổ tổ lấy được vũ trụ kim cũng đã bù đắp được mấy chục thậm chí trên trăm tên cấp thái tổ lấy thực lực cùng tinh lực của tô tiểu bạch bây giờ nếu như cách mấy ngày liền có thể săn giết một tên cấp cổ tổ. Tiến độ vượt qua nhóm dẫn đầu nhất định có thể tăng nhanh vô cùng. Tiền thăng cấp một lần chức năng hệ thống phải tốn càng ngày càng nhiều, về sau cũng không thể một mực quanh quẩn chỗ đám thái tổ cấp, nói gì đi chăng nữa, bây giờ cũng có thực lực đánh chết cấp cổ tổ, một mực không dùng cũng thật quá đáng tiếc. Tô Tiểu Bạch tính toán tỉ mỉ, vũ trụ kim đến tay không dễ, có đám người thâm nhập cổ ba quốc này từng tên từng tên một mình đi tới nói không chừng tàn sát cấp cổ tổ ngày hôm nay, hôm sau lập tức có thể tăng lên tới cổ cấp. Nhưng mà sau khi ở tại một chỗ chờ đến ngày thứ tư, một cổ khí tức kinh khủng đến, trực tiếp khiến cho tô tiểu bạch buông tha quyết định này, xoay người hoán đổi trở về vũ trụ trong cơ thể. Trên chính tầng trời, một mảnh ánh lửa nóng bỏng đạp không mà tới, vô tận biển lửa sau lưng hắn hóa thành nguyên liệu cháy hừng hực đốt sạch đồng cỏ. Đây là uy áp gì? giống như có một luồng ma khí lớn bằng cả cái đại thiên giới phủ xuống lực lượng hỏa thuộc tính đều tràn ra ngũ bộ cổ tổ tại sao nơi này lại xuất hiện quái vật cấp bậc này đây là quái vật đi hắn vừa xuất hiện toàn bộ di tích thượng cổ đều là khí tức cấp cổ tổ không được mau rút lui khi đạo thân ảnh kia xuất hiện ngay cả một ít cấp cổ tổ đều nảy lên cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có quyết định lựa chọn rút lui thật nhanh vi ma đế tổ đệ tử được công nhận mạnh nhất vô thượng thuần dương cung đương thời lấy thực lực mặt ngoài lục bộ đế tổ trực chỉ uy năng cấp ngũ bộ cổ tổ nghe nói ngay cả ngũ bộ cổ tổ đều không cách nào chiếm được nửa phần tiện nghi trong tay hắn mà khí thuật tính hỏa của hắn có thể nói xưng bá nhất thời cùng cảnh giới khó gặp địch thủ vị cường giả này vừa xuất hiện toàn trường lập tức liền thanh tĩnh rất nhiều so với tô tiểu bạch đại khai sát giới thường thường là loại cảnh giới hiện ra mặt ngoài này mới là dọa người nhất Đùa, Viêm Ma Đế Tổ một đường đi tới bây giờ nhưng là đạp núi thay biển máu mà trưởng thành, cấp cổ tổ chết ở trong tay hắn nhiều không kể xiết, ở một ít tông môn không phải siêu cấp, hắn thậm chí có thể ngồi lên chức vị trưởng lão. Mà tu vi mặt ngoài hắn hiện ra, nhưng là chỉ có lục bộ Đế Tổ mà thôi. Viêm Ma Đế Tổ sắc mặt trầm tĩnh, hắn chấp hai tay sau lưng, đưa mắt nhìn mấy cái vết đau nhìn mà giật mình lưu lại bên ngoài di tích thượng cổ. Đao pháp rất hung tàn, uy lực rất khủng bố có lẽ ở trong mắt một tên ngũ bộ cổ tổ công kích như vậy vẫn còn không tính là cái gì nhưng lôi xà đế tổ chết đi không lâu cùng bạch kim đế tổ lại có thể vì đó mà bỏ mạng vị đệ tử mạnh nhất ở bên trong vô thượng thuần dương cung này còn được xưng là hỏa ma trong con ngươi hắn lóe lên mấy phần sát ý lấp lóe rồi biến mất cách xa cự ly vô tận trong vũ trụ tô tiểu bạch thông qua phân thân quan sát được một màn này vì ma đế tổ gõ cho hắn một hồi chung cảnh tỉnh thủ đoạn của cổ ba quốc không tầm thường cho dù là đến cảnh giới thất bộ cổ tổ cũng tồn tại người thâm nhập của bọn hắn nhưng đây vẽn vẹn cũng chỉ là một bắt đầu ở sau khi viêm ma đế tổ đến lại xuất hiện chừng mấy vị nhân vật thiên tài cấp cổ tổ mục tiêu của bọn họ cũng y như mấy vị đến trước hết sức chính xác liền là hướng về phía lôi xà đế tổ mà tới lôi xà đế tổ chết vậy bạch kim đế tổ mấy vị cấp cổ tổ này tất cả đều rất là kinh ngạc ở bên trong tranh đoạt di tích thượng cổ, cấp cổ tổ ngã xuống cũng không phải là chuyện quá hiếm có, nhưng hai vị này hiển nhiên cũng không phải bởi vì loại nguyên nhân này mà chết. Trước khi chết, lôi xà đế tổ phát ra tin tức quan trọng, bên trong tín hiệu nhấn mạnh hắn gặp phải cường địch, mà cường địch này chính là cường địch của cổ ba quốc. Có dấu vết bạch ảnh đã tới, hắn là bị cuốn vào trong đó, hay là đã chạy thoát rồi. Nhóm cấp cổ tổ không cách nào chắc chắn, trừ phi thật gặp phải bản thân bạch ảnh, mới có thể hỏi cho rõ. Tại lúc bọn họ xuất hiện, Tô Tiểu Bạch dĩ nhiên là đã trốn thật xa, căn bản sẽ không cho bọn hắn cơ hội bắt lấy mình. Mấy tên cấp cổ tổ đến sau này, cũng không phải đến từ Vô Thượng Thuần Dương cung giống như đám người Viêm Ma đế tổ, Lôi Xà đế tổ cùng Bạch Kim đế tổ, mà là tới từ siêu cấp tông môn khác trong đại á vũ trụ. Dựa theo lẽ thường, giữa nhóm thiên tài siêu cấp của các siêu cấp tông môn trong đại á vũ trụ cũng không hòa thuận mà bây giờ đám cấp cổ tổ này đều đứng cùng một trận tuyến. Những cường giả này, Tô Tiểu Bạch cũng nhận không ra, nhưng hắn lập tức vận dụng phân thân tại các đại thiên giới hạch tâm khác, điều tra tình báo của nhóm cường giả này. Những cường giả này thực lực đều là không tầm thường, ít nhất đều đạt tới thực lực cấp tam bộ, tứ bộ cổ tổ, hơn nữa đến từ siêu cấp tông môn khác nhau. Hỗn động Long Vương Điện, Lan Thần Bái Nguyệt Giáo, Đại Mộ Cốt Vương Phủ cường giả đến từ mỗi cái tông phái siêu cấp nhau nhau xuất hiện, mà thân phận chân thật của bọn họ lại đều là người thâm nhập đến từ cổ ba quốc. Tô Tiểu Bạch ẩn núp ở khá xa cũng là không nhịn được xấu hổ, xem ra bị thẩm thấu thành cái sàn đã không chỉ một nhà vô thượng thuần dương cung, ngay cả những siêu cấp tông phái thành danh đã lâu này, thậm chí là tông phái đối lập với vô thượng thuần dương cung, cũng đồng dạng xuất hiện không ít người thâm nhập. Bây giờ hắn đã biết, tại sao cổ ba quốc có thể không sợ hãi như thế? Tại trong vô tận năm tháng bọn họ đi đến đại á vũ trụ này, bọn họ phái ra người thâm nhập đã thẩm thấu qua mỗi cái giai tầng bên trong đại á vũ trụ, chỉ là một cái vô thượng thuần dương cung, cũng đã xuất hiện trưởng môn bị thay đổi. Đệ tử các cấp bậc cũng xuất hiện tình huống bị thâm nhập, những tông phái khác có thể sẽ sâu hơn. Khó có thể tưởng tượng, nếu như song phương khai chiến, một khi những nhân vật giai cấp hạch tâm này trở mặt, sẽ tạo thành hậu quả đáng sợ dường nào thời gian thoáng trái lại trôi qua nửa năm mượn tình báo về di tích thượng cổ mà bạch kim đế tổ lưu lại tô tiểu bạch lại triển khai liên tục từng trận cướp đoạt cùng tản sát thảm thiết thực lực tăng lên để cho hắn có thể coi rẻ bất kỳ tu sĩ phía dưới cấp cổ tổ bộ phận tu sĩ này chỉ cần bị phân thân để mắc tới nếu như không cách nào lập tức kiếm được cấp cổ tổ cứu viện không thể nghi ngờ đều là một con đường chết tàn sát thiên tài cấp thái tổ Mặc dù lấy được lợi nhuận so với thiên tài cấp cổ tổ chỉ có không tới 10%, nhưng lại thắng ở đơn giản, cơ số lại quá lớn, chỉ cần đem nhóm phân thân khuếch tán ra, rải rác ở bên ngoài di tích thượng cổ, căn bản không lo không gặp được tu sĩ thái tổ cấp. Bây giờ, cái bóng hồng kim của Tô Tiểu Bạch căn bản cũng không cần vận dụng tự bạo, vẫn có thể dùng thực lực chân thật đi đánh chết cấp thập bộ thái tổ, loại tăng lên này dùng mắt thường cũng hoàn toàn có thể thấy, số lượng cái bóng mới lật tăng, dựa vào mấy cái bóng hồng kim có thể so với cấp bát bộ thái tổ đồng thời liên thủ cộng thêm lực bộc phát của công pháp tổ trụ cấp lấy khả năng hiện giờ của tô tiểu bạch có thể đem một tên cấp thập bộ thái tổ vây đến chết ở bên trong trận pháp đồng thời bên ngoài di tích thượng cổ thỉnh thoảng cũng sẽ tồn tại cấp cổ tổ đê giai đi lạc đàn những cấp cổ tổ này thường thường là mới bước vào nấc thang lớn này ở trong cấp cổ tổ chỉ là tôm tét nhưng cũng xem thường cấp thái tổ vì vậy khi bản tôn của Tô Tiểu Bạch xuất hiện, đối phương căn bản coi hắn như rùi mũi. Thỉnh thoảng vận dụng thực lực bản tôn, đánh chết loại cổ tổ không có phòng bị này, đối với Tô Tiểu Bạch mà nói cũng không khó khăn. Cũng chính là vì vậy, trong vòng nửa năm này, Tô Tiểu Bạch từ trên người cấp thái tổ cùng cấp cổ tổ cướp đoạt lấy được bảo vật nhiều không đếm xuể, đã tích lũy đến một số tiền tương đối khoa trương, đem hệ thống lại lần nữa thăng cấp một đợt. Chức năng một khóa luyện công, một khóa ngộ đạo tăng lên, khiến cho công pháp cùng đại đạo của tô tiểu bạch cùng đạt đến mức cực hạn thực lực chân thật của tô tiểu bạch từ cấp thất bộ thái tổ vượt qua đến cấp thập bộ thái tổ bây giờ năng lực tác chiến đơn lẻ của cái bóng phân thân đã vô cùng kinh khủng đơn độc đánh chết một vị cấp thập bộ thái tổ hoàn toàn chính là nhẹ nhàng thoải mái không có bất kỳ áp lực mà những nhóm cái bóng này nếu là liên thủ tác chiến lại đồng thời bộc phát ra các loại thủ đoạn công pháp tế tự công pháp thiêu đốt quy lực đã đầy đủ vượt qua một đại cảnh giới đánh chết một vị cấp nhất bộ cổ tổ. Tô Tiểu Bạch được rảnh tay, đã không cần mạo hiểm điều động bản tôn, nguy hiểm khi chiến đấu tự nhiên cũng được giảm mạnh. Hắn ở vũ trụ trong cơ thể, liên tục bày mưu lập kế, quyết định thắng lợi ở bên ngoài ngàn dặm, ở trong nửa năm này không biết bao nhiêu cấp nhất bộ cổ tổ kinh địch, bởi vì không đủ cẩn thận, mà chết ở trong vòng vây của tầng tầng cái bóng, không thể không thừa nhận phương thức tác chiến liên thủ của nhóm cổ tổ cấp hết sức thành thục. Nếu như gặp phải đoàn đội cấp nhất bộ của tổ hoàn chỉnh, Tô Tiểu Bạch không có chút phần thắng nào, nhưng ở trong vô số lần đánh cờ, hắn đã đem loại phương thức phối hợp này hiểu thấu rõ ràng. Đánh xa, cận chiến, phụ trợ, bảo vệ, những thủ đoạn này đều bao hàm 3.000 đầu đại đạo, Tô Tiểu Bạch chỉ cần một mình liền có thể thông qua phân thân đóng nhiều vai ở nhiều góc độ, đạt tới hiệu quả đoàn đội hợp tác diệt địch, mà một ít phương thức chiến đấu trong vòng nửa năm nay đã mang lại trợ giúp cực lớn, cho nên nhiều tên cấp nhất bộ cổ tổ của một ít tông phái liên thủ đều trực tiếp bỏ mạng trong tay tô tiểu bạch bây giờ nếu như là bản tôn của tô tiểu bạch ra mặt thông qua lượng lớn cái bóng phụ thân có thể trong thời gian ngắn bùng nổ đến trình độ cấp nhị bộ cổ tổ lấy thực lực của hắn đã có thể chém chết nhị bộ cổ tổ cấp ở cấp độ này muốn vượt qua được một bậc thang nhỏ đều là khó như lên trời mà từ cấp nhất bộ cổ tổ tới nhị bộ cổ tổ tồn tại một cái lạch trời to lớn đem lượng lớn nhân vật vĩnh viễn ngăn cách bên ngoài, Tô Tiểu Bạch vượt qua như vậy, ý nghĩa những thiên tài ở bên ngoài lạch trời này, nhất định sẽ trở thành đối tượng bị truy sát. Ở trước mặt Tô Tiểu Bạch, cấp nhất bộ cổ tổ nghiễm nhiên đã vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Đương nhiên, muốn đánh chết những cấp tam bộ cổ tổ thậm chí là tứ bộ cổ tổ bên trong đám người thâm nhập kia, chỉ bằng chút thủ đoạn này còn xa xa chưa đủ, nhưng so với bất kỳ một thiên tài nào trong vũ trụ, tốc độ nhảy vọt của Tô Tiểu Bạch trong nửa năm nay đã là một cái tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Ngày thiên đạo ngừng chuyển đến, quyết định trong thời gian này, phần lớn người đều không có cơ hội hoàn thành tấn thăng, nhưng Tô Tiểu Bạch lại làm được, thậm chí rất nhiều cường giả trải qua một thời gian sau, khi gặp lại hắn đều ngoát rơi cả cầm, trong lúc vô hình, Tô Tiểu Bạch đã đem rất nhiều người bỏ xa lại đằng sau. Chẳng qua, trong khoảng thời gian này, ngoại trừ những tin tức tốt này ra, cũng tồn tại tin tức xấu không tốt lành gì những thiên tài cấp thái tổ cũng không ngốc tô tiểu bạch đem nhóm cái bóng khuếch tán đã phủ khắp một phạm vi khổng lồ các thiên tài đến từ những đại tông môn đã sớm đem lòng cảnh giác người thực lực không đủ đều là trực tiếp lựa chọn tự vệ mà không tiếp tục đi di tích thượng cổ cạnh tranh bảo vật những thiên tài cấp thái tổ này vì bảo vệ tính mạng hoặc là trực tiếp lựa chọn rời khỏi hoặc là liền ẩn úp đến chỗ sâu trong cổ vực không lại lộ diện những người còn lại thì trước tiên đến nhờ cậy đồng môn cấp cổ tổ Nửa năm trôi qua, đài truyền thừa cổ vực lục tục bị một số người phát hiện, giờ phút này trên đại đa số đài truyền thừa đã tụ tập các cường giả cấp cổ tổ đến từ những siêu cấp tông môn lớn, bọn họ giống như một khỏa đại thụ che trời, bên người bọn họ gần như tất cả đều là cấp thái tổ thậm chí là cường giả cổ tổ cấp thấp nương tựa vào bọn họ. Ở dưới loại thay đổi hoàn cảnh này, con mồi của Tô Tiểu Bạch đã giảm mạnh, lợi nhuận mỗi ngày có thể đạt được bắt đầu hiện ra lao dốc giảm xuống. Số lượng những thiên tài tiến vào cổ vực nhiều vô số kể, nhưng dù sao cũng có hạn, theo ta săn giết những ngày qua, con số này càng ngày càng nhỏ, nhưng hệ thống tăng lên lại càng ngày càng khó khăn. Đây là một vấn đề vô cùng thực tế, tốc độ tô tiểu bạch tăng lên quá nhanh, dẫn tới lợi nhuận giai đoạn hiện tại có thể kiếm được, đã không cách nào thỏa mãn một khóa tu luyện hệ thống lại lần nữa tăng lên, có thể nói, coi như là toàn bộ tài sản của tô tiểu bạch cộng lại, cũng không đủ cho hệ thống tăng lên dù chỉ một cấp. Đối với Tô Tiểu Bạch hoàn toàn ý lại hệ thống tấn thăng mà nói, đây tuyệt đối là một tin tức xấu, lợi nhuận đang hạ xuống, nhưng sau đó hao phí trở nên càng ngày càng cao, đây là một vòng tuần hoàn ác tính, nếu như không thể đột phá vòng tuần hoàn ác tính này, chính mình liền không có vốn liếng đuổi theo nhóm dẫn đầu. Bởi vì nguyên nhân bản thân còn dừng lại ở cửu kiếp bán tổ, từ sau khi bước vào cấp cổ tổ, Tô Tiểu Bạch cũng cảm giác được một loại áp lực nửa bước khó đi. Nửa năm trước Hắn có thực lực chân thật là thất bộ thái tổ, bùng nổ đủ loại thủ đoạn, là có thể chém chết cấp nhất bộ cổ tổ như Lôi Xà đế tổ cùng Bạch Kim đế tổ, nhưng bây giờ sau khi thực lực chân thật đã tăng lên tới thập bộ cổ tổ, Tô Tiểu Bạch chỉ bước ra một cái bậc thang nhỏ, có thể cùng cấp nhị bộ cổ tổ tỷ đấu trên đài. Cái tốc độ này, thả ở trên người bất kỳ thiên tài nào đều là đáng giá tán dương, nhưng đối với Tô Tiểu Bạch tới nói, hiện tại cái tốc độ này vẫn là quá chậm theo thế cục trước mắt tới xem bên trong cấp cổ tổ cũng tồn tại lượng lớn cường giả trong đó mặc dù có một bộ phận rất lớn tập trung ở trước tứ bộ từ cấp ngũ bộ cổ tổ trở đi số người cũng đã giảm mạnh nhưng nói đi cũng phải nói lại những tồn tại này đều có thể lấy một địch mười hoặc một địch trăm không thể dựa theo lẽ thường tới tính toán nói cách khác đài truyền thừa tổng cộng cũng chỉ có mấy cái cho tới bây giờ quyền tranh đoạt chân chính liền không ở trong tay đa số mà là chân chính ở trong tay một ít cấp cổ tổ cường đại. Cấp nhị bộ cổ tổ không đủ, trên thời gian không cho phép ta lại có nửa năm để tiếp tục lớn lên. Sau khi làm ra phán đoán đơn giản này, Tô Tiểu Bạch rốt cuộc làm ra một cái quyết định to gan. Hóa tổ. Nếu cửu kiếp bán tổ không cách nào thỏa mãn nhu cầu hiện tại, vậy thì bước vào cấp đế tổ, cùng những thiên tài khác đứng ở trên cùng một đường thẳng. Những thiên tài siêu cấp đến từ các đại siêu cấp công môn các đại vũ trụ còn chưa ý thức được, cái tên yêu nghiệt nghịch thiên Tô Tiểu Bạch đã có thể đánh chết cấp nhị bộ của tổ này, ở trong vòng 7 tháng vừa qua, đều là lấy thực lực mặt ngoài cấp cửu kiếp bán tổ so kè cùng một đám đế tổ cấp, mà trong đám đối thủ này, ít nhất đã có 99% người bị Tô Tiểu Bạch dẫm ở dưới chân. Vì vậy, ánh mắt của Tô Tiểu Bạch vẫn chưa bao giờ dừng lại trên người đám con mồi, đó quá lâu, những thiên tài trở thành đối tượng bị thu gặt ở trong mắt Tô Tiểu Bạch liền đối thủ cũng không được tính chẳng qua chỉ là công cụ để bổ sung tài sản còn thiếu thôi. Hóa tổ cũng không phải là chuyện nhỏ. Từ khi Tô Tiểu Bạch bước vào cửu kiếp bán tổ tới nay, đã qua một đoạn thời gian tương đối dài, tu vi một khóa tu luyện tích lũy được đã đạt đến một con số vô cùng kinh khủng, một khi hoàn toàn phóng thích, sẽ để cho thực lực của Tô Tiểu Bạch đạt tới một bước bay vọt cực xa. Nghiêm chỉnh mà nói, Tô Tiểu Bạch ở tổ cấp quay phong một cõi đã lâu, trên bản chất hắn ngay cả tổ cấp cũng không tính là giữa cửu kiếp bán tổ cùng đế tổ chân chính, xác thực tồn tại cự ly rất nhỏ, vì vậy mặc dù tồn tại lượng lớn thiên tài yêu nghiệp thực lực mặt ngoài chỉ có cấp bậc đế tổ, mà thực lực chân thật lại đạt tới cấp cổ tổ. Tô Tiểu Bạch này vẫn chưa bị bỏ xa, một khi vượt qua cấp độ bán tổ, khoảng cách cùng nhóm dẫn đầu sẽ bị thu nhỏ lại vô hạn. Một ngày này, bản tôn của Tô Tiểu Bạch hoán đổi với phân thân, đi tới khu vực biên giới, một chỗ địa vực cực độ trống trải không gian mênh mông vô ngần, vòng ngoài là bóng tối vô cùng vô tận, chỗ hắn đặt chân là một tòa núi hoang cực lớn, rộng lớn đến tột đỉnh. Trên ngọn núi, Tô Tiểu Bạch thích ý khởi động làm giãn gân cốt một thoáng, thông qua tầm mắt của những cái bóng khác, có thể nhìn thấy phía xa trong trời sao vũ trụ, vô số cường giả thiên tài đang bởi vì đài truyền thừa cổ vực mà chém giết, đại chiến, mục đích của bọn họ, chỉ là vì muốn đứng vững trên đài truyền thừa. Vì thế tuyệt đại đa số người cần phải trả giá bằng máu. Lấy số người của vũ trụ thiên tài chi chiến, sẽ diễn biến thành quy mô truyền đấu như vậy cũng không kỳ quái, nhưng tuyệt đối nó không thể kéo dài lâu như vậy. Nguyên nhân của nó, thật ra thì vẫn là bởi vì Tô Tiểu Bạch một mực an bài nhóm cái bóng, đi đánh vỡ cân đối vi diệu giữa cấp cổ tổ cùng cấp thái tổ, chỉ có nhóm cái bóng một mực đi loanh quanh ở các nơi trong đài truyền thừa cổ vực, tự nhiên có thể thường xuyên có thu hoạch, đồng thời cũng đưa đến gà chó không yên. Mà đây chính là kết quả Tô Tiểu Bạch cần. Tha hồ làm ầm ĩ đi, ta cũng không đùa nghịch cùng các ngươi. Trên ngọn núi, bỗng nhiên lượng lớn linh lực ngưng tụ lại. Gió nổi lên. Vạn dặm sơn hà, bắt đầu khẽ rung động không theo quy luật, bên trong không gian phủ khắp ngàn tỷ dặm, đại đạo Pháp tắc bắt đầu dao động. Tô Tiểu Bạch chưa vận dụng bất kỳ lực lượng nào, thân thể cũng đã nhẹ nhàng trôi lơ lửng. Bởi vì uy áp trong cơ thể hắn thả ra, bên trong phạm vi mảnh không gian này, pháp tắc trong thiên địa đã không cách nào hạn chế được thân thể của hắn hóa tổ là một quá trình từ giả đến thật cho dù là bây giờ tô tiểu bạch đã có thể cung cấp cổ tổ đánh một trận trên bản chất thật ra thì vẫn không tính là một vị tổ cấp thứ thiệt một khi hoàn toàn bước vào cánh cửa đạo pháp này đối với tô tiểu bạch mà nói phát sinh lột xác tuyệt không phải đơn giản vượt qua từ bán tổ đến đế tổ đơn giản như vậy mà là đem toàn bộ nội tình phóng thích ra lần này ta muốn hóa tổ. Bên trong hư không vô tận, 12 cái sinh mệnh vũ trụ chậm rãi hiện ra, chúng nó màu sắc khác nhau, đại biểu đạo cùng lý khác nhau, đồng thời cũng đại biểu 12 cái đại thế giới bất đồng. Ánh sáng thần thánh màu vàng rực rỡ sáng ngời, ngàn tỷ đạo giải sáng màu sắc rực rỡ mà hoa lệ từ xa xôi nơi chân trời buông xuống, tô tiểu bạch liền đắm chìm trong từng đường ánh sáng thần thánh này, bước về phía trước, dưới một bước, chính là uy áp kinh khủng đạp nát một vực. ầm khí thế mênh mông từ một điểm bột phát ra, thân ảnh Tô Tiểu Bạch ở trong không gian không ngừng phóng đại, giống như một tôn cự thần. Vị thần linh này đẹp đẽ như ngọc, tắm ánh sáng thần thánh mà đứng, bên hông treo một thanh trường đao màu đen, ngàn tỷ ngôi sao ở xung quanh thân hắn vờn quanh. 12 cái sinh mệnh vũ trụ, vây quanh hắn không ngừng xoay tròn, từng cái đối ứng một phương vị, tựa như một cái chuông cổ, lấy tốc độ cố định, đang không ngừng xoay vòng. Từng cái ý niệm của Tô Tiểu Bạch, Mỗi một cái động tác cũng sẽ khiến cho chuông cổ dừng xoay. Trong sát na là một niệm. 20 niệm là một nháy mắt. 20 nháy mắt là một búng tay. 20 cái búng tay là một la dự, TS, la dự, một đơn vị đo thời gian xuất phát từ Ấn Độ. 20 la dự là một chốc lát. Một ngày một đêm có 30 chốc lát. Mà ý chí của bản thân Tô Tiểu Bạch ở giữa chốc lát và một ý niệm này, tạo thành dòng sông dài thời gian bản thân ta chính là tuế nguyệt. Cảm ứng rõ ràng được điểm này, giờ phút này Tô Tiểu Bạch đã hoàn toàn thoát khỏi trói buộc của thời gian, hắn ngồi xếp bằng ở bên ngoài chân trời vô tận, đưa thân hòa vào trong 12 cái vũ trụ mênh mông, không còn thuộc về trong ngũ hành. Hắn ngẩng đầu, gió nổi mây vần, hoa nở hoa tàn, lần lượt văn minh huy hoàng sáng chói xuất hiện lại biến mất, một loại lại một loại sinh mệnh vừa thần kỳ vừa mỹ lệ sinh ra rồi hủy diệt, ở ngọn nguồn dòng sông dài thời gian hắn thấy được vô số vũ trụ sinh ra bọn nó từ một điểm diễn hóa ra cuối cùng ở phần cuối cùng của dòng sông dài thời gian lại sụp đổ thành một điểm bản chất của thời gian là tuần hoàn giữa đảng sinh cùng hủy diệt trong lòng tô tiểu bạch như có linh cảm giữa một ý niệm đại thời gian chi đạo cùng sinh mệnh vũ trụ kết hợp làm một đại thời gian vũ trụ chi đạo dòng sông dài thời gian từ môi trường vô hình hóa thành sông biển hữu hình thời gian chi lực cuồn cuộn vô ngần như thủy triều nhấp nhô không ngừng từ đầu đến cuối tầm mắt một phần trăng sáng dâng lên ở bên trong thủy triều thời gian nhấp nhô lên xuống trên đó có một tòa hư ảnh trường tồn cùng thời gian đó là tôn thần linh tô tiểu bạch ở trong nháy mắt khi đại thời gian chi đạo cùng sinh mệnh vũ trụ hợp hai thành một đầu đại đạo này lấy được vô tận thăng hoa lực ảnh hưởng trực tiếp từ vật hữu hình chuyển hướng thành vật vô hình kể cả thời gian cấp thấp cũng bị ảnh hưởng điều này cũng mang ý nghĩa khi Tô Tiểu Bạch vận dụng đại thời gian vũ trụ chi đạo, tu sĩ nắm giữ đại thời gian chi đạo ở trước mặt hắn chính là thùng rỗng kêu to, căn bản là không có cách vận dụng đại đạo. Mà theo loại đại đạo này cùng sinh mệnh vũ trụ kết hợp với nhau, 12 cái sinh mệnh vũ trụ cũng lập tức trở nên càng sáng lên. Theo tạp ngữ, 24 tay là một la dự, 20 la dự bằng một chốc lát. Một nháy mắt, 0.36 giây. Một búng tay, 7.2 giây một la dự, 144 giây bằng 2,4 phút. Một chốc lát, 2880 giây bằng 48 phút. Một ngày một đêm có 30 chốc lát bằng 24 giờ. Đại thôn vệ chi đạo, kết hợp cùng sinh mệnh vũ trụ, tạo thành đại thôn vệ vũ trụ chi đạo. Đại khỏi hẳn chi đạo, kết hợp cùng sinh mệnh vũ trụ, tạo thành đại khỏi hẳn vũ trụ chi đạo. Đại hư không chi đạo, kết hợp cùng sinh mệnh vũ trụ, tạo thành đại hư không vũ trụ chi đạo ba ngàn đại đạo đang không ngừng cùng 12 cái sinh mệnh vũ trụ của Tô Tiểu Bạch kết hợp thành đại đạo mới, bọn nó đang trở nên càng mạnh hơn, càng thâm ảo. Đây là một loại lột xác tấn cấp, giống như sâu trùng hóa nhộng thành bướm, sinh ra biến hóa về chất. Mỗi khi một loại đại đạo kết hợp thành công, sinh mệnh vũ trụ của Tô Tiểu Bạch liền sẽ trở nên sáng hơn một phần, vô tận sao trời ở sâu trong hư không không ngừng lấp lánh, ánh sáng lộng lấy của đạo Pháp ngập trời rập đất, che mất hết thảy ba ngàn đại đạo đang trở nên mạnh bản thân ta cũng đang trở nên mạnh hơn tô tiểu bạch phát hiện loại lột xác này sẽ không chỉ là bản thân ba ngàn đại đạo biến thành cường đại đồng thời cũng sẽ phản hồi cho sinh mệnh vũ trụ mà sinh mệnh vũ trụ cùng nó là vật bổ trợ cho nhau sinh mệnh vũ trụ trở nên cường hãn đồng thời thuật pháp cùng uy năng của hắn cũng đang phát sinh biến hóa về chất tu sĩ đem đạo pháp cùng sinh mệnh vũ trụ của bản thân kết hợp với nhau cần phải khởi động đại đạo đồng thời không ngừng hô hoáng sinh mệnh vũ trụ của bản thân. Hai thứ này cùng sử dụng đều phiền toái hết sức, nhưng lại thiếu một thứ cũng không được, vì vậy tu sĩ tầm thường tuyệt đối không thể giống như tô tiểu bạch. Dễ dàng hoàn thành hành động vĩ đại kết hợp 3.000 đại đạo cùng sinh mệnh vũ trụ này. Mà đối với tô tiểu bạch mà nói, hết thảy những thứ này đều không phải vấn đề. Lại còn chưa nói tới 3.000 đại đạo ở dưới sự trợ giúp của một khóa ngộ đạo không gian, đã đạt đến một cái cảnh giới không tầm thường, chỉ cần nắm giữ tư chất 12 cái sinh mệnh vũ trụ, đều có thể để cho bản thân 3.000 đại đạo chạy theo như việc. Chủ động cùng kết hợp với nhau, vì vậy những gian khổ trăm cây ngàn đắng mà tu sĩ tầm thường gặp phải khi đi phát huy uy năng đại đạo cùng hô hoán sinh mệnh vũ trụ, Tô Tiểu Bạch không có khả năng cảm nhận được. Trong hư không, khí tức của Tô Tiểu Bạch đang không ngừng tăng vọt. Ở bên cạnh của hắn, 12 cái sinh mệnh vũ trụ xếp hàng thành một cái chuông cổ, mà giờ phút này điều này đại biểu 12 cái sinh mệnh vũ trụ đang ở 12 nấc, ánh sáng rực rỡ đang càng lúc càng sáng chói, lấn át hết thảy trên thế gian. Rốt cuộc, trong chớp mắt sau khi 3.000 đại đạo toàn bộ cùng 12 cái sinh mệnh vũ trụ kết hợp thành công, lấy tô tiểu bạch làm trung tâm, 12 cái sinh mệnh vũ trụ bộc phát ra một mảnh ánh sáng thần thánh mãnh liệt như sóng triều, ánh sáng thần thánh vạn trượng rung động lan ra xung quanh. Một cổ khí tức uy nghiêm phản phất đến từ chiến thần hoang cổ, bỗng nhiên rạo rực mà ra chỗ uy áp đi qua sinh mệnh không thể không quỳ bái tất cả sinh mệnh trong thiên địa hướng về vị trí của tô tiểu bạch quỳ xuống bái phục đây là tồn tại gì đang thức tỉnh vậy hả đại chôn vùi chi đạo của ta đang run rẩy chẳng lẽ là một vị thần linh thức tỉnh sao binh khí cổ tổ của ta không khống chế được thật giống như nó muốn bay ngược ra ngoài đơn giản quá kinh khủng vì sao ta không nhịn được quỳ lạy đối với cổ uy áp này kinh hoàng cùng bất an trong lòng ta là thật sao cùng lúc đó đông đảo thiên tài yêu nghiệt trong chiến trường đều là bị cổ uy áp này đánh vào mặc dù chỗ tô tiểu bạch đang đứng cách bọn họ vô tận xa xôi cổ uy áp này đều không có bất kỳ yếu đi phàm là hạng người thực lực không thể vượt qua nhị bộ cổ tổ đều là không cách nào khống chế được quỳ sụp xuống đất không ngừng quỳ bái mới có thể chật vật chịu nổi cổ uy áp này đương nhiên cũng có xương cứng không muốn thần phục thân thể tổ cấp cùng với linh hồn cường hãn của bọn họ đều bị ép đến cực hạn, giống như kinh khí cầu sắp nổ, vũ trụ trong cơ thể trực tiếp bị uy áp thôn vệ, hóa thành mảnh vỡ. Trên đài truyền thừa cổ vực, từng tên thiên tài yêu nghiệt cấp cổ tổ mở hai mắt ra, ánh mắt mang theo mấy phần hiếu kỳ mấy phần ngưng trọng. Có người lên cấp A. Hơn nữa cổ uy áp này còn không tầm thường, đủ để tiêu diệt cấp cổ tổ đê dai. Ở ngày thiên đạo ngừng chuyển này, lại còn có thể hoàn thành tấn thăng tổ cấp người này nhất định là một kẻ hung ác không đúng cổ khí tức này làm sao vẫn một mực tăng lên chẳng lẽ hắn không đơn thuần là tăng lên một cảnh giới sao tại sao ngay cả ta đều cảm giác được tim đập rộn lên không ngừng từ nơi đó truyền tới chỉ là khí tức cấp đế tổ a nhóm cấp cổ tổ trố mắt nhìn nhau âm thầm sợ hãi cảnh giới thực lực mặt ngoài của bản thân bọn họ tất cả đều là cấp đế tổ vì vậy bọn họ căn bản là không cách nào tưởng tượng, ở sâu trong tòa chiến trường này, thức tỉnh một con quái vật dạng gì. Sâu trong hư không vô ngần, Tô Tiểu Bạch nhàn nhã dạo bước qua lại giữa vũ trụ mênh mông, 12 cái sinh mệnh vũ trụ chiếu sáng thiên địa vạn vật, tản ra huy hoàng để cho lần lượt từng siêu cấp văn minh quật khởi, lại cũng mất mạng ở một đầu khác trong dòng sông dài thời gian, ở giữa hoa nở hoa tàn, Tô Tiểu Bạch dường như mơ hồ lĩnh ngộ được cái gì. Nhưng chỉ là cười một tiếng, Hắn đạp phá vùng hư không này, 12 cái sinh mệnh vũ trụ trở về trong cơ thể, cùng linh hồn kết hợp với nhau. Vào giờ khắc này, chấn động chân chính xuất hiện. Ở trong nháy mắt khi Tô Tiểu Bạch bước ra khỏi mảnh hư không kia, toàn bộ sinh mệnh trong đại á vũ trụ đều đang sinh ra chấn động kịch liệt. Ngay cả các cường giả cổ cấp chinh chiến khắp nơi ở trong cổ vực giờ phút này, cũng là bị cổ chấn động này xúc động, không hẹn mà cùng nhìn về cùng một phương hướng, trong con mắt là nghi ngờ cùng khiếp sợ. Sau đó, một cổ sóng gợn vô hình phóng qua cổ vực, thân thể những cường giả cổ cấp này càng là chấn động một chút, có chút không dám tin, cổ chấn động mới vừa rồi truyền tới này, lại để cho bọn họ sinh ra xúc động muốn quỳ bái. Mặc dù là chỉ trong nháy mắt, hơn nữa còn bị gắt gao áp chế xuống, nhưng mà những cường giả cổ cấp này gần như tất cả đều là cường giả cái thế khó gặp địch thủ, đã vô số ước năm chưa từng xuất hiện loại cảm giác này. Phải biết, thân phận của bọn họ không cho phép bọn họ nảy sinh cảm giác thần phục cho dù là xúc động cũng không thể nào chính là vì vậy những cường giả này mới có thể cảm thấy dao động khi cổ khí tức này chỉ có cấp cổ tổ mà ở ngày trước sinh mệnh như vậy ở dưới cái nhìn của bọn họ so với vi khuẩn còn nhỏ bé hơn hoàn toàn có thể không nhìn giờ phút này ở chỗ sâu trong cổ vực một đôi tròng mắt to lớn màu đỏ ngòng chậm rãi mở ra tồn tại cổ cấp đầu tiên sinh ra trong đại á vũ trụ thái á cổ tôn không, bây giờ hẳn được gọi là Thái Á Quân Vương, hắn đã có hàng ngàn tỷ năm chưa từng dao động. Mà bây giờ, hắn cũng nhìn về phía vị trí rất xa đó, thanh âm của hắn giống như tiếng thần linh, Phật âm vang lên. Tư chất luân hồi xuất hiện. Tư chất luân hồi, đại biểu tồn tại viên mãn có 12 cái sinh mệnh vũ trụ. Trong cơ thể mỗi một người tu sĩ đều tồn tại một cái đĩa quay luân hồi, bên trên đĩa quay giống như đồng hồ báo thức, tồn tại 12 nấc trên từng cái nấc chính là vị trí gánh chịu sinh mệnh vũ trụ những vị trí này liên hệ với nhau dựa vào nhau mà tồn tại một khi có sinh mệnh vũ trụ thắp sáng lực lượng đĩa quay luân hồi sẽ được thức tỉnh một phần khi đĩa quay luân hồi bị thắp sáng lên chín khỏa sinh mệnh vũ trụ tu sĩ liền có vốn liếng trùng kích cổ cấp còn nếu thắp sáng lên 10 khỏa sinh mệnh vũ trụ cổ lực lượng này sẽ tăng vọt tới một mức độ vô cùng khổng lồ đương nhiên cũng có quái vật đạt tới 11 cái sinh mệnh vũ trụ Lực lượng của bọn họ áp đảo tồn tại có 10 cái sinh mệnh vũ trụ, một khi đạt tới cổ cấp, gần như đều là tồn tại cấp bậc bá chủ. Nhưng mà vô luận những tư chất này lại nghịch thiên ra sao, bọn họ đều thuộc về một nhóm không viên mãn, bởi vì có thiên đạo tồn tại, cái sinh mệnh vũ trụ cuối cùng này vô luận như thế nào đều là không có khả năng tồn tại, thuộc về không được phép tồn tại bên trên lý luận cùng thực tế. Ở trong mắt cường giả cổ cấp, 10 cái sinh mệnh vũ trụ, 11 cái sinh mệnh vũ trụ không lành lặng như vậy có lẽ mới là tồn tại bình thường thiên tài như vậy có thể cũng coi là trong phạm vi lý giải cho dù là tư chất chưa từng có 11 cái sinh mệnh vũ trụ theo tính hợp lý tới suy đoán cũng là hoàn toàn có thể phù hợp thiên đạo bọn họ hết thảy đều dựa theo quỹ đạo tự nhiên tu luyện coi như lại hung hăng ra sao so với tu sĩ đồng bối ưu tú hơn bao nhiêu đó cũng là thuộc về phạm vi tu sĩ bình thường nhưng mà bây giờ viên mãn chân chính xuất hiện Tô Tiểu Bạch đang nghe truyện trên TV Audio CV đứng lơ lửng trên không, không hề mượn mất kỳ lực lượng gì, ở bên dưới 12 cái sinh mệnh vũ trụ cường hãn cùng 3000 đại đạo tô điểm, hắn liền giống như một vị thần, trường tồn cùng thế gian. Ở trong ánh sáng thần thánh, bên ngoài thân thể còn quấn quanh một vòng ánh sáng chói lọi, đó là ánh sáng 12 cái sinh mệnh vũ trụ lưu lại, ở trong người cùng bên ngoài cơ thể, bọn nó giống như một tòa đồng hồ cổ xưa, không ngừng liên tục quay đều. Cái này chính là tư chất luân hồi. 12 cái sinh mệnh vũ trụ cùng đại đạo kết hợp với nhau, đây là áp đảo phía trên truyền thuyết, siêu thoát bên ngoài nhận thức, một loại trạng thái viên mãn hoàn toàn không có khả năng đạt tới, không có bất kỳ không lành lặn, không có bất kỳ tỳ vết nào, hoàn toàn chính là một bộ tác phẩm hoàn mỹ. Vô luận thiên đạo lại quỷ phủ thần công ra sao, cũng không có khả năng sáng tạo ra tồn tại không thuộc về cái thế giới này, cũng chỉ có giống như Tô Tiểu Bạch, mượn hệ thống một khóa tu luyện mới có thể đạt tới trạng thái nghịch thiên như thế. Khí tức sinh mệnh bị kéo dài vô hạn, 12 cái sinh mệnh vũ trụ đem sự hiện hữu của ta hóa thành một cái hình thái khác của vòng xoay luân hồi. Từ thị giác của Tô Tiểu Bạch tới xem, sinh mệnh khí tức không thể nhìn thấy bởi vì 12 cái sinh mệnh vũ trụ cái nào vào chỗ nấy, từ đó đạt tới một trạng thái hoàn mỹ thập phần, vô cùng vi diệu, bọn nó đều ở mỗi một vị trí phù hợp hoàn mỹ, khiến cho bản thân thời gian cùng năm tháng chỉ khi sinh mệnh vũ trụ bắt đầu chuyển động thời gian mới bắt đầu di động từ giờ phút này bắt đầu cái thân thể này của tô tiểu bạch cũng bởi vì đồng bộ cùng dòng sông dài thời gian từ đó mất đi hết thảy nhân quả cũng hoặc có lẽ là bản thân nhân quả chính là sinh ra bên dưới ý niệm của tô tiểu bạch đây là một tư chất cực độ hiếm có ngay cả bên trong cổ vực đã tồn tại năm tháng vô tận đều chưa từng tồn tại vượt ra khỏi vách ngăn cuối cùng thân thể cùng linh hồn Tô Tiểu Bạch hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, ở bên trong gốc rễ linh hồn của hắn, 3.000 vũ trụ đại đạo, 12 sinh mệnh vũ trụ, toàn bộ cùng thân thể Tô Tiểu Bạch hoàng mỹ kết hợp ăn khớp lại cùng nhau, đạt tới mức cực hạn. Bất tử bất diệt Biểu hiện trực tiếp nhất khi đặt chân cấp cổ tổ, chính là thân thể cùng với linh hồn cùng vũ trụ trong cơ thể hợp lại làm một, muốn giết chết cường giả cấp bậc này, phải vận dụng lực lượng có thể rung chuyển toàn bộ vũ trụ trong cơ thể, trừ khi đem vũ trụ trong cơ thể phá hủy hoàn toàn, nếu không không cách nào giết chết. Trên cơ sở này, Tô Tiểu Bạch thậm chí còn tiến hơn một bước, bởi vì 12 cái sinh mệnh vũ trụ khiến cho hình thái của hắn đạt đến viên mãn, loại trạng thái bất tử bất diệt này là đối ứng 12 cái sinh mệnh vũ trụ từ thấp đến cao, cũng tức là nói, cho dù bản tôn của hắn tham dự chiến đấu, nếu những nhóm cường giả kia muốn đánh chết hắn, độ khó đã khó khăn như lên trời. Lại chưa nói tới trong chiến đấu bình thường, chỉ là các loại đại đạo chữa trị như đại liệu thương vũ trụ đại đạo tăng mạnh hồi phục, đại khỏi hãng vũ trụ đại đạo có thể làm cho năng lực khôi phục của Tô Tiểu Bạch đạt tới một tốc độ nghịch thiên, cho dù là thật gặp phải cao thủ khoáng thế, đụng phải vết thương trí mệnh, cũng sẽ không mang đến cho hắn uy hiếp tính mệnh, thận trọng mà nói, nhân vật muốn chân chính làm được điểm này, sợ rằng phải đặt chân vào cổ cấp. Đương nhiên, những biến hóa này, đối với Tô Tiểu Bạch rất ít vận dụng lực lượng bản tôn đi tác chiến mà nói, cũng không phải là trọng yếu nhất, thân thể cùng linh hồn hợp nhất, đại biểu bây giờ phân thân vận dụng 3.000 vũ trụ đại đạo cũng là dễ dàng đơn giản như ý muốn, năng lực tác chiến của một cá thể tăng cường. Chức năng một khóa tự động đánh quái có thể trong vô hình được tăng cường vô số lần. Để cho Tô Tiểu Bạch kích động là, bây giờ hắn đã có thể dòng ngó đến tồn tại của dòng sông dài thời gian. Bản thân thời gian cũng không phải là một loại tồn tại, mà là lực lượng hình thành bởi pháp tắc, cho dù cấp thập bộ cổ tổ cũng không cách nào truy theo đến nhân quả của loại pháp tắc này, nhưng cổ cấp có thể làm được. Dòng sông dài thời gian ở trong mắt cường giả cổ cấp giống như là dòng sông màu vàng ống tồn tại chân thật, chảy qua cả đời tất cả mọi người, từ khởi nguyên đến điểm cuối, thế gian vạn vật phàm là chưa từng đến cổ cấp, cũng chỉ là ngâm ở bên trong dòng sông dài thời gian không ngừng dãy dụa thôi. Mà Tô Tiểu Bạch lại có thể đứng ở bên ngoài dòng sông dài thời gian quan sát đánh giá hết thảy những thứ này phải biết cho dù là cấp cổ tổ cũng chỉ là cùng vũ trụ của bản thân hợp nhất thành tồn tại bất hủ nhưng bọn hắn cũng không có chân chính áp đảo phía trên thời gian vô luận là có trường tồn cùng thế gian hay không bọn họ từ đầu đến cuối đều chịu thời gian ảnh hưởng tính mạng vũ trụ của bọn hắn cuối cùng sẽ có một này triệt để bị hao hết tương tự như vậy cấp cổ tổ bị quản chế bởi thời gian pháp tắc vĩnh viễn bị bỏ lại đằng xa không cách nào sánh với cổ cấp đây cũng là nguyên nhân vì sao cổ cấp có thể vĩnh viễn đem cấp cổ tổ dẫm tại dưới chân truy cứu đến bản chất từ đầu đến cuối căn bản đều không ở trên cùng một vĩ độ nghiễm nhiên chính là chênh lệch lớn giữa thần cùng vi sinh vật có năng lực dòm ngó dòng sông dài thời gian thì tương đương cùng với cổ cấp đứng trên cùng một điểm xuất phát sau khi thành công hóa tổ thời gian tu luyện hệ thống tích lũy thật lâu vào giờ phút này bạo phát ra Thực lực mặt ngoài của Tô Tiểu Bạch bắt đầu bước vào một cấp độ trước đó chưa từng có, Nhất bộ đế tổ, Nhị bộ đế tổ, cho đến thập bộ đế tổ. Từ cửu kiếp bán tổ, một hơi đặt chân lên thập bộ đế tổ, cái này đã không chỉ là bay vọt một đại cảnh giới, mà là từ cảnh giới bản thể đến thực lực chân thật toàn diện giải phóng. Trên hư không, mặt ngoài thân thể Tô Tiểu Bạch bao trùm lên một tầng sáng màu bạc nhàn nhạt, đó là ánh sáng chói lọi đặc biệt thuộc về cấp đế tổ, quanh người đế tổ tầm thường vần sáng như vậy cũng không hiếm thấy, nhưng mà ánh sáng màu bạc của Tô Tiểu Bạch lại mang theo một loại lực lượng pháp tắc không cho phép kinh nhần, cái này. Không thể nghi ngờ là cơ chế bảo vệ cổ tổ hàng đầu mới có được. Cấp cổ tổ, có biểu hiện là pháp tắc vận dụng đến mức tận cùng, mà bây giờ, thực lực chân thật của Tô Tiểu Bạch đã hoàn toàn bước vào cấp cổ tổ, hơn nữa trên cơ sở này, lại bước về phía trước một bước dài. Bởi vì nguyên nhân hóa tổ, tình huống công pháp tổ cấp cùng công pháp tổ trụ cấp quá thừa không xuất hiện nữa, nhục thân tổ cấp hoàng mỹ xa xa siêu việt điều kiện phù hợp của những công pháp này, thậm chí đưa tới cộng hưởng, khiến cho công pháp tổ trụ cấp đều chủ động phản hồi lại bản thân người sử dụng. Lực lượng đến từ mấy ngàn bộ công pháp tổ cấp, 300 bộ công pháp tổ trụ cấp, toàn bộ trong nháy mắt lần nữa tràn vào trong cơ thể tô tiểu bạch. Vô số công pháp này kết hợp 3.000 đại đạo, ở trong cơ thể tô tiểu bạch giống như giành được tân sinh, lại lần nữa bị ba ngàn vũ trụ đại đạo thu nhận tại loại bên dưới loại phản hồi mãnh liệt này thực lực chân thật của tô tiểu bạch đạt được một lần nhảy vọt như đi tàu lượng siêu tốc nhất bộ cổ tổ nhị bộ cổ tổ tam bộ cổ tổ bác bộ cổ tổ vượt qua đến cảnh giới cổ tổ mỗi cái cảnh giới nhỏ gần như liền có thể so với toàn bộ biến hóa giai đoạn cấp thái tổ chênh lệch to lớn một tên cấp nhị bộ cổ tổ là có thể dễ dàng áp chế mấy tên thậm chí mười mấy tên cấp nhất bộ cổ tổ, coi như là muốn đánh chết đối phương, cũng không nhất định phải tốn bao nhiêu hơi sức. Đây là trên lệch từ cấp bậc đưa tới kết quả, vì vậy giữa cấp cổ tổ muốn bước ra một bước, đều khó như lên trời. Phải biết, nhóm đẳng cấp dưới cấp cổ tổ, đều đang vô cùng gian nan di chuyển từng bước về phía trước, mà tốc độ tô tiểu bạch tiến tới, nhưng là hình thức nhảy vọt, hoàn toàn không tồn tại bất kỳ cản trở. Mỗi vượt qua một cấp bậc, trái tim tô tiểu bạch liền kịch liệt co rút lại một lần cho đến khi đạt tới cấp bát bộ cổ tổ trái tim của hắn đều đã kích động đến đập trộn lên huyết dịch sôi sục ở trong cơ thể hắn giống như có vô số vũ trụ sinh ra lại hủy diệt cái loại uy năng cấp bậc nổ tung tinh vực này ở bên trong một thân thể nhìn qua bình thường không có gì lạ không ngừng diễn biến mà đây chỉ là một góc băng sơn trong 12 cái sinh mệnh vũ trụ cảnh tượng giống nhau lần lượt tái hiện quy lực cấp bát bộ cổ tổ đủ sức để đạp diệt đại thiên giới trong một ý niệm, trong lúc giơ tay nhất chân, đều phát ra uy năng dồi dào rung chuyển toàn bộ vũ trụ. Cấp bát bộ cổ tổ, một chỉ là có thể để cho một cái đại thiên giới bình thường tan vỡ, nếu dốc hết toàn lực mà nói, có thể để cho một nửa sinh mệnh trong một cái đại thiên giới hạch tâm trực tiếp tan biến. Tô Tiểu Bạch biết cấp cổ tổ rất mạnh, nhưng không biết lại cường đại đến mức này. Ở đại á vũ trụ, từng cái đại thiên giới hạch tâm đều có cường giả cổ cấp tương ứng ở địa phương xa xôi vô tận ngắm nhìn, vì vậy nhóm cổ tổ ở bên trong đại thiên giới hạch tâm cũng không dám làm càng, nếu như không phải là có loại khắc chế này, một tên cấp bát bộ cổ tổ liền đủ để khiến cho một cái đại thiên giới hạch tâm hủy diệt trong chốc lát. Lâm vào vạn kiếp bất phục. Hắn nhìn về phía phương xa, nhẹ nhàng nâng tay, đầu ngón tay bắn ra một cổ kiếm khí yếu ớt. Kiếm khí từ một điểm bắn ra, trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh mưa kiếm dày đặc, mỗi một đạo kiếm khí trong đó lại đều có thể to lớn bằng cả một ngôi sao, trong nháy mắt khi mảnh mưa kiếm này trút xuống, hết thảy trong tầm mắt đều bị sang bằng, trong chớp mắt, không gian liền hóa thành chân không, sơn hà lục địa giống như bốc hơi. Biến mất không thấy gì nữa, một ít cấp thái tổ thậm chí là cấp cổ tổ đê giai bất hạnh bay lượn ngang qua, cứ như vậy vô thanh vô tức hoàn toàn bị chôn vùi dưới một chỉ này, không để lại một chút dấu vết. Quy lực thật khoa trương, Ta chỉ là vận dụng một bộ trong 300 bộ công pháp tổ trụ cấp mà thôi. Đây là một quyển công pháp tổ trụ cấp liên quan đến mưa loạn kiếm, khó khăn lắm Tô Tiểu Bạch mới nắm giữ được nó, nhưng là bởi vì có đại phá diệt vũ trụ đại đạo gia trì nên lực hủy diệt bị phóng đại vô số lần, cho nên một ít cấp cổ tổ ở bên dưới một chỉ này đều trực tiếp không có cơ hội phản ứng. Cũng không phải là cấp bác bộ cổ tổ quá mạnh, mà là cấp bác bộ cổ tổ Tô Tiểu Bạch, tùy tiện vận dụng thủ đoạn, là có thể phát huy ra uy năng cao hơn giai đoạn này đây chính là kết quả hắn muốn cùng lúc đó ở bên kia chiến trường cổ vực ở vào trên một chỗ đài truyền thừa cổ vực ở biên giới sương mù mấy đạo thân ảnh phá không mà đi đoạn hồng đế tổ đây là nhân vật quan trọng trong huyển sắc lăng tiêu điện lấy danh một ngàn thứ hạng đầu đại chiến vòng ngoài vũ trụ thiên tài chi chiến mà nổi tiếng lần này mục tiêu của hắn là bên trong trăm tên ngay từ lúc ở đại á vũ trụ chiến lực của hắn cũng đã có thể chèo chống hắn đánh chết cấp ngũ bộ cổ tổ nói cách khác thực lực chân thật của đoạn hồng đế tổ hôm nay đã đạt đến khoảng cấp lục bộ cổ tổ lấy thực lực này của hắn chỉ cần không xuất hiện một ít thiên tài cấp bậc quái vật trên cơ bản có thể oai phong một cõi cho dù gặp phải cường giả cùng cấp bậc phần lớn thời điểm cơ bản cũng chỉ thử so kè sẽ không thật động thủ nếu là gặp phải một ít cấp cổ tổ thực lực không bằng mình thì sẽ vận dụng lực lượng toàn bộ thiên tài trong tông phái đi càng quét sau đó chia cắt tài vật đoạn hồng đế tổ thân là đại ca dẫn đầu dĩ nhiên là ăn phần lớn chiến lợi phẩm hơn nữa chỉ cần đối thủ không phải rất mạnh hắn chỉ cần làm dê đầu đàn ở phía sau gây áp lực là đủ rồi rất nhiều lúc căn bản không cần hắn tự mình động thủ nhưng lần này đoạn hồng đế tổ quyết định đích thân ra tay đi sang bằng một đối thủ vô cùng khó dây dưa bạch ảnh Thiên tài cấp độ yêu nghiệt nắm giữ 12 cái sinh mệnh vũ trụ, trước khi tiến vào cổ vực liền đã được thuần dương cổ tôn công nhận, thu làm môn đồ. Làm người khác chú ý nhất là, trong nửa năm sau khi người này tiến vào cổ vực, liền tăng lên tới mức độ có thể đánh chết cấp nhất bộ cổ tổ, mà tiền thưởng siêu cấp tông môn ban bố đối với hắn, cũng ở trong nửa năm này tăng lên tới một mức độ vô cùng mê người, thậm chí một ít cấp cổ tổ đều động tâm. Không nhịn được rời khỏi đài truyền thừa cổ vực đi kiếm tiền. Nghe nói cái tên bạch ảnh này có thể phân thân, hơn nữa phân thân của hắn rất đông, thực lực cũng đều không kém. Nếu như không có thực lực cấp cổ tổ, trên căn bản trốn không thoát hắn đuổi giết. Người lên tiếng chính là đại đệ tử của nhị trưởng lão huyện sắc lăng tiêu điện, bích liên đế tổ, hắn chính là người đi phụ trách điều tra phân thân của bạch ảnh, đoạn hồng đế tổ muốn đánh chết bạch ảnh, cũng bởi vì hắn cung cấp tin tức đủ nhiều. Đoạn hồng đế tổ kinh thường cười nói, phân thân đi săn, thật coi chiến trường vũ trụ thiên tài chi chiến làm sân sau nhà hắn rồi hả? Chỉ là phân thân thôi, muốn bắt được bản thể, chỉ cần bắt một cái phân thân, suy đoán nhân quả là đủ rồi. Đến lúc đó ta thật muốn nhìn một chút, tiểu tử này còn có thể chạy đi đâu? Rất nhanh, mấy trăm người của huyện sắc lăng tiêu điện, trực tiếp liền bao vây một chỗ di tích thượng cổ đã bị tranh đoạt bảo vật qua. Ở chỗ này, bởi vì thường xuyên có cấp thái tổ cùng cấp cổ tổ đê dai qua lại, phân thân của tên bạch ảnh kia có không ít liền du đãng ở chỗ này không phải sao ở mấy phút đồng hồ trước người này lại thông qua ba cái phân thân liên thủ đánh chết một tên cấp nhất bộ cổ tổ trong mắt đoạn hồng đế tổ lộ ra vẻ ngưng trọng những phân thân này không đơn giản a à. lại còn biết hợp tác đoàn đội nếu không phải ta đến làm không tốt các ngươi sẽ có mấy người ngõm trong tay hắn hắn trực tiếp giương tay vồ một cái đem một cái phân thân trong đó chộp tới thủ đoạn cấp lục bộ cổ tổ, trong lúc giơ tay nhất chân là có thể giam cầm một mảnh thiên địa, ngay cả đại đạo đều khó mà chạy trốn, những phân thân nhiều nhất sẽ không vượt qua cấp nhất bộ cổ tổ này, căn bản không có khả năng chạy ra khỏi lòng bàn tay của hắn. Để cho ta nhìn một chút xem, bản tôn của ngươi ở chỗ nào? Đoạn Hồng Đế tổ nhắm hai mắt lại, bắt đầu ngược dòng truy theo nhân quả cổ phân thân này, nhưng sau một khắc, theo bản năng hắn liền ngẩn ra, không có nhân quả. Điều này sao có thể? có người có thể đem nhân quả của vật sống hoàn toàn lau đi sao? Ngay tại trong thời khắc hắn đang sửng sốt, bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng la thảm thiết của đồng môn. Đoạn hồng đế tổ quay đầu nhìn lại, trên bầu trời xuất hiện mấy trăm cái phân thân màu vàng đỏ, đang liên hợp công kích đồng môn cùng những thiên tài khác phe mình. Chỉ là trong một khoảnh khắc hoảng hồn, đám phân thân màu vàng đỏ này toàn bộ bắt đầu điên cùng tự bạo, những thiên tài huyển sắc lăng tiêu điện thực lực chưa đạt tới cấp cổ tổ ngay cả cơ hội giải dụa cũng không có, liền toàn bộ biến thành tro bụi. Đồ khốn, ngươi dám. Mắt thấy nhóm phân thân đã đồng thời đánh úp về phía bích liên đế tổ, đoạn hồng đế tổ rốt cuộc vẫn phải động thủ. Quy năng cấp lục bộ cổ tổ trong phút chốc hóa thành một ý niệm, diễn biến thành một mảnh luyện ngục kinh khủng, trực tiếp cắn nuốt hết thảy trước mắt. Nhưng đông đảo phân thân lần này lại rất lý trí mà thoát thân rời đi, chỉ còn lại một cái bóng hồng kim nhảy ra ngoài trăm dặm, dừng lại sát ngay biên giới luyện ngục. Rất hiển nhiên đối phương mặc dù kiên kỵ một tên lục bộ cổ tổ như hắn, nhưng trong lòng vẫn là nghĩ muốn đánh chết tên bích liên đế tổ cấp nhất bộ cổ tổ này. Ý nghĩ ngu xuẩn. Bản tôn của ngươi chắc chắn đang ở phụ cận, bạch ảnh, hôm nay ngươi không có đường thoát đâu. Đoạn hồng đế tổ làm sao có thể cho đối phương bất kỳ đường lui nào, men theo con đường luyện ngục, chạy thẳng về phía cái bóng hồng kim kia. Nhưng mà đúng vào lúc này, vi áp chân thật tản ra trên người bộ phân thân kia, trong khoảnh khắc xảy ra kịch biến bầu trời giáng xuống một biển sấm sét trực tiếp nhấn chìm luyện ngục của đoạn hồng đế tổ đại sấm sét chi đạo không quy lực biển sấm sét này đã vượt ra khỏi hiểu biết của đoạn hồng đế tổ đối với đại sấm sét chi đạo nghiễm nhiên biến thành một loại đại đạo khác càng kinh khủng hơn cái này vẫn chưa phải là kinh khủng nhất càng làm cho đoạn hồng đế tổ sợ hết hồn hết vía là liền trong nháy mắt khi giải phóng biển sấm sét này thực lực cổ phân thân màu đỏ vàng kia trực tiếp vượt hai cấp đạt tới tam bộ cổ tổ. Là ảo giác sao? Hay là người này vốn đã đạt tới tam bộ cổ tổ, lúc trước chẳng qua là đang ẩn giấu thực lực? Không thể không nói, tam bộ cổ tổ cùng nhất bộ cổ tổ trên lệch to lớn, uy hiếp của bạch ảnh ở trong mắt đoạn hồng đế tổ thoáng cái trở nên lớn hơn không ít. Đoạn hồng đế tổ, cứu ta! Thân là đệ tử thân truyền của nhị trưởng lão, bích liên đế tổ nắm giữ một loạt thủ đoạn tự vệ, nhưng mà không có chút ý nghĩa nào trước mắt đám phân thân phát rồ tự bạo này, chờ đến khi phòng ngự bể tan tành, nên chết vẫn là phải chết. Tại sao hết lần này tới lần khác lại trêu chọc một bầy quái vật như vậy? Đoạn hồng đế tổ chỉ tiết rèn sắt không thành thép nói, mau đi qua đây. Hắn không động được ngươi. Bích liên đế tổ vội vàng lắc người một cái, trốn ra sau lưng đoạn hồng đế tổ, nhưng vào lúc này, một thanh âm không có bất kỳ tình cảm truyền tới. Không động được sao? sau một khắc một đạo ánh sáng màu đen chợt lóe lên khí tức bích liên đế tổ trong nháy mắt đoạn tuyệt cả người đoạn hồng đế tổ đều ngơ ngẩn một đao mới vừa rồi là uy lực ngũ bộ cổ tổ ngũ bộ cổ tổ giết nhất bộ cổ tổ như vậy đã là giết gà dùng đao mổ trâu nhưng chỉ là một đao này đối với đoạn hồng đế tổ vẫn chưa uy hiếp được hắn người này lại có thực lực ngũ bộ cổ tổ không nghĩ tới lại ẩn giấu sâu như vậy bây giờ nhìn lại coi như tìm tới bản tôn của hắn cũng rất khó đánh chết lại không quản thiên tài bên trong tôn môn có tiếp tục mất mạng trong tay người khác hay không một tên ngũ bộ cổ tổ đột nhiên xuất hiện tương đương với đoạn hồng đế tổ lại có thêm một đối thủ cạnh tranh mặc dù hắn nắm giữ thực lực chém chết ngũ bộ cổ tổ nhưng đối phương căn bản cũng không phải là người bình thường a à. trong lúc trong lòng đoạn hồng đế tổ muốn đánh trống lui quân chuẩn bị đem kế hoạch này dừng lại tại đây cái bóng hồng kim trước mặt này đột nhiên bắt đầu từng bước một hướng hắn đi tới sát ý trên người bộ phân thân kia không hề che giấu chút nào đoạn hồng đế tổ đưa mắt nhìn quanh phát hiện sát ý của đối phương quả nhiên chính là khỏa chặt trên người của mình ngươi điên rồi sao khiêu chiến một tên lục bộ cổ tổ đối với ngươi mà nói không có bất kỳ chỗ tốt đoạn hồng đế tổ cao mày thừa dịp ta còn chưa nổi giận ngươi tốt nhất mau cút nếu không còn chưa nói xong đoạn hồng đế tổ liền im bạc giống như bị cắt đứt cổ họng, lại cũng không tiếp tục há miệng. Cái bóng hồng kim từng bước một ép tới gần, khí tức của hắn cũng đang từng bước tăng lên. Lục bộ cổ tổ, thất bộ cổ tổ, bát bộ cổ tổ. Khi đoạn hồng đế tổ ý thức được đối phương là một tên bát bộ cổ tổ, hắn đã không kịp làm ra thủ đoạn gì để chạy trối chết. Lưỡi đao đen nhánh giống như bổ vào khối đậu hủ, từ trong cơ thể của hắn thoáng cái cứ qua, rút đao thu đao làm liền một mạch, sinh mệnh bản nguyên cùng với chính cái sinh mệnh vũ trụ của đoạn hồng đế tổ trực tiếp bị chém đứt, coi như là thần tiên đến rồi cũng không cứu sống được. Bác bộ cổ tổ giết lục bộ cổ tổ, căn bản không cần phải vận dụng đại thần thông, ở dưới thực lực áp chế tuyệt đối, đoạn hồng đế tổ không có bất kỳ đường sống để thi triển thần thông cùng công pháp, hoàn toàn là sống sờ sờ bị đánh chết. Vị thiên tài có thể xưng là nghịch thiên này tuyệt đối không nghĩ tới, đối tượng một phút đồng hồ trước chính mình còn muốn bắt tới nghiên cứu, thì ra đã là tồn tại cấp Bát Bộ cổ tổ, mà thật ra nó cũng vẻn vẹn chẳng qua chỉ là một trong ngàn vạn phân thân của Bạch Ảnh. Đương nhiên, hết thảy những gì phát sinh chỉ trong chớp mắt, huyễn sắc lăng tiêu điện cả tông bị diệt, chẳng qua chỉ là một nháy mắt thôi, Tô Tiểu Bạch thậm chí cũng không có chú ý tới mình thu được một món tài sản khổng lồ. Giờ phút này, hắn đang ở vũ trụ trong người, quan sát bố trí đông đảo phân thân trong khắp không gian vũ trụ thiên tài chi chiến ở sau khi thực lực bản thân tăng vọt đến bác bộ cổ tổ hắn vận dụng hết thảy thủ đoạn trong tay đã có thể chém chết hết thảy tồn tại phía dưới cổ cấp nói không khách khí chút nào cho dù là cổ cấp bây giờ tô tiểu bạch cũng dám đi hò hét cấp cổ tổ tăng lên khó như lên trời ta nhẫn nhịn lâu như vậy vẫn không hóa tổ vốn cho là gần như có thể lên thẳng đến cấp thập bộ cổ tổ không nghĩ tới mới chỉ là cấp bác bộ cổ tổ cái tốc độ này không có đạt tới kỳ vọng của Tô Tiểu Bạch, nhưng mà so với bất kỳ thiên tài yêu nghiệt nào tới nói, cái tốc độ lên cấp này của Tô Tiểu Bạch là hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, căn bản là không cách nào chấp nhận được. Nếu như có người biết như thế mà Tô Tiểu Bạch còn chê chậm, phỏng chừng sẽ dẫn đến bất tỉnh. Chẳng qua, cấp bác bộ cổ tổ cũng đã rất mạnh. Sau khi đặt chân vào cảnh giới này, Tô Tiểu Bạch đối với mình cường đại bao nhiêu, đã có hơi chút mơ hồ, nhưng ít ra ở trên võ đài đại chiến này, đã không có thiên tài có thể kìm hãm được hắn nhóm phân thân nếu như không gặp phải cộng rơm cứng trên căn bản đã thuộc trạng thái người cản giết người phật cản giết phật không gì cản nổi nửa ngày trước ta còn chỉ có thực lực cấp thập bộ thái tổ đánh chết một tên cấp nhị bộ cổ tổ liền có thể tiêu hao hết tất cả tinh lực một ngày nhưng mà bây giờ chẳng đánh giết một tên cấp nhị bộ cổ tổ khả năng so với giết chết một con kiến càng thêm dễ dàng ta có sức mạnh siêu việt hơn xa hạng mức tối đa của trình độ này trong lúc giơ tay nhất chân hủy diệt sinh mệnh vũ trụ một tên cổ cấp hoàn toàn không thành vấn đề ngay cả bộ thân thể này cường độ cũng có thể so với một tên cấp bát bộ cổ tổ dựa hết vào thân thể là có thể đánh đám cấp cổ tổ này không ngóc đầu lên được bọn họ đã không còn vốn liếng đứng trên cùng một sân khấu thi đấu với ta cô tiểu bạch lộ ra một nụ cười giảo hoạt bình thường loại tình huống này liền ý nghĩa đám thiên tài yêu nghiệt cấp cổ tổ trong vô hình đã biến thành thịt cá trên thớt, mặt người chém giết, chỉ là chính bọn hắn lại không biết. Hệ thống một khóa tự động đánh quái, bắt đầu đi sang những thiên tài cấp cổ tổ, một người cũng không buông tha, thấy liền đuổi theo, trên người đám người kia, ẩn tàng tài sản có thể so với một cái siêu cấp tông môn. Vào giờ phút này, nhóm cấp cổ tổ bên trong không gian rốt cuộc ăn ý cảm giác được một cổ nguy cơ trước đó chưa từng có đang ép tới gần. Cái bóng hồng kim tính bằng đơn vị hàng nghìn, Bét sạch chỗ chiến trường này, bọn nó rải rác đến mỗi chỗ phụ cận di tích thượng cổ, khi vừa mới xuất hiện, một ít cấp cổ tổ còn chưa kịp phản ứng cũng đã mất mạng. Những cái bóng này thường xuyên ở khu vực này du đảng, một số người đã sớm chú ý tới sự hiện hữu của bọn hắn. Những thứ phân thân này, không phải là chỉ có thực lực cấp thập bộ thái tổ sao? Tại sao bây giờ ngay cả tam bộ cổ tổ, tứ bộ cổ tổ đều trực tiếp bị miễu sát rồi hả? từ trong nổ tung truyền tới khí tức vượt qua cấp lục bộ cổ tổ. Đã có cấp thất bộ cổ tổ bị giết. Tình báo căn bản là không cách nào bị truyền ra, bởi vì người thấy những phân thân này gần như đều không có cơ hội còn sống rời đi, bọn nó giống như là cối xay thịt giữa chiến trường, những thiên tài khác phát sinh đại chiến có lẽ sẽ lấy tính mạng ra đối bính, nhưng bọn hắn vừa xuất hiện chính là phải thu gặt hết thảy mọi người tại đó. Nhất định là tử thần màu đỏ. Ở bên ngoài một chỗ di tích thượng cổ bỏ hoang, bức vương đế tổ ôm lấy tâm lý cầu may, còn đang buông ba khắp nơi. Hắn thân là lục bộ cổ tổ, có đầy đủ vốn liếng, ít nhất trong phạm vi mấy triệu dặm, cũng sẽ không tồn tại đối thủ của mình. Ở di tích thượng của nhạc đồ, đơn thuần là sở thích cá nhân của bức vương đế tổ, hắn tới tham gia vũ trụ thiên tài chi chiến, một là vì danh, hai là trục lợi, chính bởi vì có câu không có lợi không làm, có thể để cho một lục bộ cổ tổ đều đặc biệt vơ vét đúng là bởi vì bức vương đế tổ đã từng nhờ thế mà lấy được không ít chỗ tốt đương nhiên vì chút chuyện này hắn cũng thanh lý không ít thiên tài khác lưu lại ở phụ cận người ôm lấy ý tưởng giống vậy không phải chỉ một mình hắn đánh cướp những thiên tài này đồng dạng cũng là một loại thú vui lúc này ở trong tầm mắt của bức vương đế tổ một thân ảnh màu vàng ống sen lẫn màu đỏ đứng ở bên trên biên giới di tích thượng cổ binh khí trong tay của hắn dính đầy máu tươi hiển nhiên mới vừa trải qua một phen đại chiến vừa vặn. Ta còn thiếu một chút vốn mới đủ chia hoa hồng cho những cổ tổ khác, ngươi đã tự đưa tới cửa, ta đây sẽ không khách khí. Bức vương đế tổ trực tiếp vận dụng uy năng lục bộ cổ tổ, vừa sải bước liền vượt qua vạn dặm, đi tới chỗ biên giới di tích thượng cổ, trong tay xuất hiện một thanh binh khí cấp cổ tổ, ngay sau đó, kiếm pháp tổ trụ cấp trực tiếp vận chuyển, thiên địa trong khoảnh khắc biến sắc. Sóng gió tụ về, biến hóa khiến cho cái thân ảnh hồng kim đó chậm rãi quay lại, đối mặt kiếm khí phong bạo đủ để bẻ gãy cành khô trên mặt thân ảnh này không có bất kỳ vẻ sợ hãi cùng kinh hoàng thất thố cái loại ung dung này để cho bức vương đế tổ lần đầu tiên có chút bất an hắn vận dụng lực lượng đỉnh tiêm nhất của cấp lục bộ cổ tổ vô luận người này mạnh bao nhiêu đều phải chết nhưng mà cái bóng màu vàng đỏ rút ra một cây đao hơi hợt hướng không trung chém một cái ngay sau đó ngàn vạn ánh kiếm toàn bộ quy về hư vô vì áp cấp lục bộ cổ tổ mà bức vương đế tổ phóng ra, ở trước mặt nó tựa như một chuyện cười. Biểu lộ trên mặt của vị thiên tài nắm giữ thực lục lục bộ cổ tổ này, trong nháy mắt liền vặn vẹo. Bác! Bác bộ cổ tổ! Đây là không thể nào! Làm sao có thể còn có cấp bác bộ cổ tổ ta chưa biết mặt? Phải biết, mặc dù cường giả tham gia vũ trụ thiên tài chi chiến nhiều không đếm xuể, nhưng đa số phần lớn đều dựa vào cấp thái tổ chấp phá lại thân là cấp cổ tổ ở đỉnh kim tự tháp, trong đó lại có chính thành tồn tại ở phía dưới tứ bộ, nhất là phượng mau lân giác giống như bác bộ cổ tổ, cho tới bây giờ đều toàn bộ lộ ra ánh sáng. Bị từng tên cổ tổ biết. Nhưng mà bên trong hiểu biết của bức vương đế tổ, căn bản cũng không có một vị cấp bác bộ cổ tổ như vậy. Cái bóng hồng kim cũng không cho hắn cơ hội đem tin tức này truyền bá ra ngoài, xuất thủ chém ra một mảnh ánh đao mênh mông bao phủ xuống, cường đại như cấp lục bộ cổ tổ, thậm chí ngay cả một giây cũng không chống chịu được, linh hồn bị xoắn thành mảnh vụn, chết đến không thể chết lại. Rất tốt, lần này không có hoàn toàn hủy diệt. Trên người cái bóng hồng kim, truyền tới thanh âm của Tô Tiểu Bạch, trên thực tế lần này tăng vọt quá lớn, cho nên nhóm cái bóng đều không thể kịp thích ứng lực lượng bây giờ. Đánh chết cấp cổ tổ, thi thể lẫn cả tu di nạp giới đều bị hủy diệt, vậy coi như giết uổng. Không khách khí chút nào nói, coi như chẳng qua là phân thân, Bây giờ đánh chết bất kỳ cường giả nào ở cấp bát bộ cổ tổ trở xuống hoàn toàn không thành vấn đề, nếu như vận dụng đủ loại thủ đoạn, đủ để uy hiếp được cửu bộ cổ tổ. Các thiên tài ngày xưa còn rất có phân lượng trong mắt Tô Tiểu Bạch, bây giờ nhìn lại cũng chỉ là một đám gà đất chó sành, mặt người chém giết. Cái bóng đánh chết bộ phận cường giả này, bây giờ đơn giản giống như giết chó, nếu như không cẩn thận vận dụng quá nhiều sức mạnh, làm không tốt đối phương sẽ trực tiếp tan thành mây khói. Sau khi tự mình trợ giúp nhóm cái bóng thích ứng của lực lượng này, Tô Tiểu Bạch cũng là bắt đầu như cá gặp nước, chỉ cần ở vũ trụ trong người chờ thu hoạch là đủ rồi. Mà sau khi hắn lên cấp bước vào tổ cấp cũng không có rảnh rỗi, mà la lựa chọn lấy ra bảo bối đặc biệt, công pháp cổ cấp. Thực lực tăng lên tới giai đoạn hiện tại, coi như là công pháp tổ trụ cấp, đối với Tô Tiểu Bạch cũng mang đến trợ giúp hết sức có hạn, vì vậy hắn đưa mắt nhìn lên bên trên hai quyển công pháp cổ cấp ở trên một bước. Công pháp cổ cấp cổ, thái ất, vô thủy, thiên mã già na ám ngục điển. Đây là một quyển công pháp thuộc tính hắc ám đỉnh cấp, bản thân sự tồn tại của nó cũng đã đủ để dao động hết thảy thuộc tính ám trong vũ trụ. Bất kỳ tu sĩ nào tu luyện công pháp loại hình này, ở trước mặt nó đều ảm đạm phai mờ. Pháp điển phong cách cổ xưa lơ lửng giữa không trung, trên bìa sách màu tím lưu chuyển sóng gợn, khắc văn tự cổ đại phức tạp. Chỉ là bộ phận tin tức phía ngoài tiết lộ này, liền đủ để một cường giả cổ cấp tìm hiểu mấy trăm triệu năm càng không nói đến nội dung khó nhằn trong đó chẳng qua là trước mắt cũng không có lựa chọn nào khác tô tiểu bạch phải tìm hiểu công pháp cổ cấp mới có thể để cho thực lực của mình tiến lên một bước mà cái này có lẽ chính là con đường đi thông cổ cấp nếu muốn ngộ đạo trước tiên cần phải có được năng lực đọc công pháp tô tiểu bạch từng trải qua chuyện giống vậy ở thời điểm thực lực của chính mình còn chưa đủ Đọc công pháp tổ trụ cấp là một kiện sự tình vô cùng gian khổ, cần phải vận dụng vô số phân thân liên tiếp đi đọc, mới có thể hoàn hảo gặm xuống một bộ công pháp tổ trụ cấp mà bây giờ có vết xe đổ. Tô Tiểu Bạch chuẩn bị vận dụng mấy chục ngàn thậm chí mấy trăm ngàn cái bóng để hoàn thành hành động vĩ đại này. Công pháp cổ cấp nghiêm chỉnh mà nói là thuộc về tồn tại cổ cấp, chỉ cổ cấp mới có thể vận dụng, ở cấp cổ tổ không có khả năng thấy bất kỳ người nào có thể vận dụng loại đồ vật nghịch thiên này nhưng ta nếu có thể nhìn thấy dòng sông dài thời gian cũng tức là nói ta vốn không nằm trong phạm vi cấp cổ tổ tầm thường này hoàn toàn có thể thử học công pháp cổ cấp lời tuy là nói như vậy nhưng tô tiểu bạch rất nhanh thì phát hiện muốn phải lật xem công pháp cổ cấp bước đầu tiên khó như lên trời mở ra trang thứ nhất của ám ngục điển liền cần vận dụng lực lượng cấp thất bộ cổ tổ nhưng mà trang thứ nhất số chữ lác đác chẳng qua là ghi lại tên của các chương hồi mà theo tờ thứ hai bắt đầu sức mạnh cần phải vận dụng không ngừng tăng cao cho nên tô tiểu bạch không thể không vận dụng toàn lực mới có thể đem một trang công pháp lật qua thành công mở qua trang đầu tô tiểu bạch rốt cuộc nhìn thấy một mảnh thiên địa hoàn toàn mới chữ viết ghi chép ở trên công pháp lập tức như dòng nước chảy xuôi vào trong óc tô tiểu bạch giống y như công pháp tổ trụ cấp những chữ viết vận dụng lực lượng cổ cấp ghi xuống này vốn có số lượng tin tức thập phần bàn đại chỉ là vận dụng lực lượng của cá nhân một ngày chỉ có thể đọc được liên tiếp hai trang chẳng qua chỉ là nội dung trong hai trang này nó hàm chứa số lượng tin tức liền đã vượt qua mấy chục bộ công pháp tổ trụ cấp bên trong ghi chép bí pháp thượng thừa căn bản không phải cấp cổ tổ có thể hiểu nhưng mà tô tiểu bạch lại dường như có thể đủ sức tiến hành cảm ngộ đây là một loại trạng thái vô cùng huyền diệu nếu một ngày chỉ có thể tiếp thu nhiều như vậy ta liền để cho những cái bóng khác thay thế ta tới đọc ta cũng không tin một quyển công pháp cổ cấp liền có thể ngăn được ta mặc dù lật xem công pháp cổ cấp tiêu hao rất nhiều tinh lực của tu sĩ chỉ là đọc một lần đều có thể để cho tô tiểu bạch mồ hôi đầm đìa nhưng mà sức dụ dỗ của công pháp cổ cấp lớn quá mức khiến cho dù lại phải cố thể nào đi nữa tô tiểu bạch cũng phải cầm xuống cho dù là hao hết tâm huyết tô tiểu bạch cũng nguyện ý gánh chịu cái giá này dù nói thế nào không gian một khóa luyện công cũng không thể tự nhiên đi tu luyện công pháp ngay cả mình đều chưa đọc qua nhất là loại công pháp cổ cấp cao thâm khó dò này càng là khó khăn hơn khó khăn như vậy đủ để cho tu sĩ cấp cổ tổ nản lòng thậm chí là một ít cường giả cổ cấp ở trước khi có đầy đủ tu vi cũng phải nhìn mà sợ trời mới biết học xong quyển công pháp cổ cấp này cần phải tiêu hao thời gian mấy trăm triệu năm nhưng mà những vấn đề này trước mặt tô tiểu bạch vốn có hơn triệu phân thân chỉ là chuyện nhỏ nhóm cái bóng lên cho ta một triệu cái phân thân còn sợ gặm không hết một quyển công pháp cổ cấp sao. Mỗi người xem một chữ đều có thể nhìn xong nó. Tô Tiểu Bạch vô cùng rộng rãi mà vận dụng cái bóng vượt qua 89 phần 10, còn dư lại bộ phận cái bóng kia, chính là ở lại bên trong cổ vực tiếp tục tru diệt cấp cổ tổ, đem đến cho hắn lợi nhuận liên tục không ngừng. Mặc dù ngay từ đầu, đọc công pháp cổ cấp mang đến cho hắn áp lực không nhỏ, nhưng mà loại áp lực này rất nhanh liền được Tô Tiểu Bạch hoàn toàn thích ứng. Công pháp cổ cấp cùng binh khí trì có chỗ tương tự, ở sau khi phát hiện 12 cái sinh mệnh vũ trụ của mình, dường như len lén phóng nước, Tô Tiểu Bạch có thể cảm giác rõ ràng chính mình tiếp nạp nội dung trong đó càng dễ dàng, giống như là bản thân công pháp chủ động chạy vào trong biển ý thức của hắn. Ở dưới loại tốc độ này, Tô Tiểu Bạch chỉ tốn 2 ngày thời gian thì đã thành công tiếp thu hết thảy tin tức trong hai bộ công pháp cổ cấp. Trong lúc vận dụng, cái bóng còn lâu mới có được hiệu suất như vậy xem ra 12 cái sinh mệnh vũ trụ này so với trong dự đoán còn có nhiều ít lợi hơn xa tưởng tượng. Không hổ là công pháp cổ cấp, ở dưới tình huống ta tốn mấy phút là có thể nắm giữ một quyển công pháp tổ trụ cấp, tiếp thu hai quyển công pháp cổ cấp lại tốn đến hai ngày thời gian. Đây chỉ là tiếp thu mà thôi. Tiếp theo còn phải dựa vào hệ thống tới lĩnh ngộ mới được. Tô Tiểu Bạch biết, tiếp theo mới thật sự là màn kịch quan trọng, chỉ là hấp thu nội dung công pháp cũng không có ích lợi gì, còn cần dựa vào một khóa luyện công của hệ thống chân chính lĩnh ngộ bí ẩn trong công pháp, dù chỉ là lĩnh ngộ đến sơ cấp. Một quyển công pháp cổ cấp đối với sự cường đại của hắn đều là mang lại lợi ích to lớn khó có thể tưởng tượng. Nghĩ tới đây, Tô Tiểu Bạch không kịp chờ đợi liền đem hai quyển công pháp cổ cấp bỏ vào bên trong không gian một khóa luyện công. Hai quyển công pháp cổ cấp một đen một vàng, trôi lơ lửng ở bên trong không gian một khóa luyện công, sau khi thả vào liền giống như đá chìm đáy biển không có bất cứ động tĩnh gì, ngay cả bên trong không gian một khóa luyện công, đều không có một chút dấu hiệu vận hành. Tô Tiểu Bạch như có điều suy nghĩ, hỏi hệ thống, hệ thống, bao lâu mới có thể tìm hiểu thành công? Thời gian tìm hiểu hai quyển công pháp cổ cấp trước mắt là 32 tỷ 600 triệu năm. Tô Tiểu Bạch nhất thời liền không biết nói gì, 32 tỷ 600 triệu năm, tiêu chuẩn thời gian này đã lâu đến dọa người. Mặc dù đối với cổ cấp mà nói, thời gian này chẳng qua chỉ là tiêu chuẩn một lần độ kiếp mà thôi bầy quái vật này hở một tí là lấy tỷ tỷ năm làm đơn vị chỉ chút thời gian này đối với cổ cấp mà nói cũng chỉ là một cái chớp mắt nhưng mà từ góc độ của tô tiểu bạch đến nhìn 326 năm Tết qua Tết đến cũng quá lâu, càng không cần phải nói là 32 tỷ 600 triệu năm. Muốn lập tức tìm hiểu hai quyển công pháp cổ cấp để có thể vượt qua cảnh giới trước mắt, khả năng cực kỳ nhỏ. Cách làm thực tế nhất là, Tiếp tục ở trong chiến trường cổ vực thu gặt lấy thiên tài cấp cổ tổ, trước mắt, đây là thủ đoạn thu hoạch kim tiền nhanh nhất của Tô Tiểu Bạch, chỉ cần trên tay nắm giữ vũ trụ kim đủ nhiều, là có thể tăng lên cấp bậc không gian một khóa luyện công, thời gian tìm hiểu công pháp cổ cấp tự nhiên liền sẽ rút ngắn. Tô Tiểu Bạch đem tầm mắt nhìn về phía khu vực biên giới chiến trường cổ vực, lượng lớn cái bóng hồng kim đang phân bố khắp nơi, đứng trên không ít đài truyền thừa cổ vực. Bởi vì khoảng cách đến khi hết thời gian, còn có mấy tháng, bây giờ vẫn còn không ít thiên tài quanh quẩn ở phụ cận đài truyền thừa cổ vực, chờ cơ hội mà động. Dù sao mỗi ngày đều có cấp cổ tổ vì tranh đoạt đài truyền thừa cổ vực mà bùng nổ đại chiến kinh thiên, một nhóm người muốn ở vòng ngoài ngư ông đắc lợi, hơn nữa người ông lấy loại ý nghĩ này không phải số ít, ngay cả một ít cổ tổ cấp bậc không thấp, cũng sẽ nhân cơ hội cướp đoạt tài sản. Phần lớn mục đích của những thiên tài tiến vào vũ trụ thiên tài chi chiến đều không chỉ một cái, bọn họ cũng cần tài sản trên người những người khác để nuôi chính mình những thiên tài đứng đầu không chỉ phải chi tiêu vũ trụ kim cho tu luyện còn có kéo bè kết phái mà phí thu mua một tên cấp cổ tổ để hắn kết bạn với mình phi thường đắt giá bọn họ không thể không đi hạ thủ với những tu sĩ khác mới có thể đem vũ trụ kim tụ lại đến trên người của mình thanh quan đế tổ chính là một tồn tại như vậy hắn là người cầm đầu khu này hắn nắm giữ thực lực cấp thất bộ cổ tổ ở chiến trường cổ vực thực lực này tuyệt đối cũng coi là đáng được kính nể, nhưng muốn nói có đủ sức tự vệ hay không, chỉ có thể nói chưa đủ. Bởi vì phía trên hắn vẫn tồn tại cấp bát bộ cổ tổ, cấp cửu bộ cổ tổ, thậm chí là quái vật cấp thập bộ cổ tổ, mà những người này nếu muốn giết hắn, có hàng vạn cách, thật là đơn giản đến không để đơn giản hơn. Cái này chính là nguyên nhân trọng yếu khiến các cấp cổ tổ phải kết bè kết phái, khi thực lực đoàn đội của bọn họ cũng khá lớn. Vậy thì có thể đưa tới lực chú ý của một ít thiên tài đứng đầu, có bọn họ che chở, ít nhất bọn hắn có thể vững vàng chiếm cứ một chỗ đài truyền thừa cổ vực, đồng thời còn có thể tránh khỏi họa sát thân. Địa phương có người thì có giang hồ, đây chính là giang hồ cấp cổ tổ. Cấp cổ tổ đi theo thanh quan đế tổ, vượt qua 20 người, 20 người này thực lực bất đồng, từ cấp tứ bộ cổ tổ đến cấp lục bộ cổ tổ, thực lực mặc dù đều là xếp dưới thanh quan đế tổ nhưng đơn độc sách ra thì thật ra cũng đều được coi là nhân vật có máu mặt nhất định bên trong vũ trụ thiên tài chi chiến mà bây giờ bọn họ theo dõi một đoàn thể khác đó là một đám cái bóng đã tàn sát cấp thái tổ ở khu vực này khá lâu thanh quan đế tổ chú ý tới những cái bóng này đến từ một nhân vật gọi là bạch ảnh đế tổ giới hạn tối đa có thể đánh chết trên căn bản ở khoảng cấp nhị bộ cổ tổ nhưng mà khoảng thời gian này đối tượng những cái bóng kia đánh chết bắt đầu từ cấp nhị bộ cổ tổ, vượt lên tới cấp tứ bộ cổ tổ, thậm chí có cấp ngũ bộ cổ tổ đều mất mạng trong tay chúng nó. Điều này khiến cho không ít cấp cổ tổ khủng hoảng, cho nên lượng lớn cấp cổ tổ bắt đầu liên thủ, chuẩn bị tiêu diệt những phân thân này. Từ khi vũ trụ thiên tài đại chiến bắt đầu cho tới nay, ở bên trong cổ vực cho tới bây giờ đều là không ngừng xảy ra từng tràn gió tanh mưa máu, chẳng qua là bởi vì nhân số tiến vào bên trong quá đông đảo, hơn nữa cổ vực đủ rộng lớn, mới sẽ khiến cho người ta có ảo giác vẫn luôn không phát sinh quá nhiều chiến loạn. Trên thực tế, tuyệt đại đa số cấp cổ tổ, tiến vào vũ trụ thiên tài đại chiến, đều là ôm lấy tâm tính muốn vơ vét một phen. Bọn họ ở cấp bậc này, tới chỗ này hoàn toàn chính là tồn tại giống như bá giả, giết lẫn nhau không được, nhưng nghiền ép cấp dưới hoàn toàn dư giả. Nói thí dụ như một tên cấp ngũ bộ cổ tổ, ở trong mắt thanh quan đế tổ chỉ có thể coi là một kẻ theo đuôi, nhưng nếu là giỏi mắt toàn bộ vũ trụ thiên tại đại chiến, cấp bậc này thật ra thì đã vô cùng đến gần trình độ đứng đầu kim tự tháp, mặc dù cách nhóm đứng đầu có cự ly không ngắn. Nhưng nhân vật như vậy đã có thể nghiền ép chính thành chính thiên tài yêu nghiệt, nếu như không có cấp lục bộ cổ tổ ra mặt, bọn họ thật là có thể muốn làm gì thì làm. Bộ phận người này, mục đích chủ yếu nhất căn bản cũng không phải là đài truyền thừa cổ vực, bọn họ bởi vì có cấp bậc nghiền ép, muốn đem lợi nhuận tối đa hóa, thủ đoạn không nằm ngoài lôi kéo đồng cấp, chèn ép hạ cấp, sau đó khi quy mô đạt đến lớn rồi, thì đấu đá bè cánh với nhau. Thanh quan đế tổ, chính là tồn tại điển hình nhất, hắn ở vùng này, gần như vô địch, tuyệt đại đa số cấp cổ tổ ở chỗ này xem hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, về phần cấp thái tổ, căn bản không vào được ánh mắt của hắn, muốn giết cứ giết, không giết thì xem như tiểu đệ sai vặt, ở sau lưng nhặt đồ. Ở trong thời gian 7 tháng này, người này đã lôi kéo được trăm tên cấp cổ tổ đê dai bất đồng từ nhất bộ cổ tổ đến lục bộ cổ tổ. Cấp cổ tổ đơn độc, ở chiến trường đã là một chiến lực vô cùng ghê gớm, trên trăm tên cấp cổ tổ liên thủ, đủ để rung chuyển bất kỳ tồn tại cấp cổ tổ cùng cảnh giới. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, thanh quan đế tổ chiến đấu trong vũ trụ thiên tài đại chiến, ít nhất ở bên dưới cấp bác bộ cổ tổ, nắm giữ một địa vị vô cùng quan trọng, không khách khí chút nào nói đại đa số cấp cổ tổ muốn nương tựa vào cũng phải nhìn sắc mặt thanh quan đế tổ người cao cấp tàn sát người cấp thấp là cá lớn nuốt cá bé nhóm cấp cổ tổ đối với chuyện này đều là ngầm hiểu ý mặc dù làm nhưng cũng sẽ không quan minh chính đại đi tru diệt mà là mang danh nghĩa nào đó hoặc chinh phạt hoặc thanh trừ kẻ đối lập cho dù là hốt bạc phần lớn thời điểm đều sẽ xác định mục tiêu rõ ràng đồng thời cũng sẽ tránh đủ loại siêu cấp công môn có bối cảnh cường đại để tránh đưa tới lửa giận của cổ tổ đẳng cấp cao hơn nhưng mà cái tên bạch ảnh đế tổ kia cũng không phải là như thế hắn thả ra phân thân ở bên trong cổ vực trắng trận tàn sát hoàn toàn chính là không khác gì vừa đánh úp vừa trêu chọc thị phi cũng động đến miếng bánh của thanh quan đế tổ mà đây chính là nghịch lân lớn nhất khiến nhóm cổ tổ liên thủ cái tên bạch ảnh đế tổ này phải giết. theo biểu hiện của tình báo tu vi người này tối đa không cao hơn cấp ngũ bộ cổ tổ ít nhất ở hơn nửa tháng trước, hắn cũng chỉ là cùng cấp nhất bộ cổ tổ và cấp thái tổ so chiêu, coi như gần đây có tiến bộ, cũng sẽ không mạnh hơn bao nhiêu. Thanh quan đế tổ hết sức tự phụ, ở trong mắt hắn, nhân vật như thế chẳng qua chỉ là một hậu bối không biết trời cao đất dày, chỉ cần dạy dỗ một trận, có thể đạt được một khoảng chỗ tốt không nhỏ, nếu là nắm bắt thích đáng, còn có thể tiếp tục lập uy bên trong cấp cổ tổ. Trên trăm vị cổ tổ, mênh mông cuồn cuộn dếp thẳng hướng khu vực sương mù vùng này có hung thú cổ vực qua lại thực lực của bọn nó bình thường ở trên dưới cấp nhị bộ cổ tổ nhưng mức độ hung hãn không thể lấy lẽ thường so sánh thậm chí có thể uy hiếp dược cấp tam bộ cổ tổ cũng vì nguyên nhân này cấp cổ tổ bình thường đều không quá nguyện ý tiến vào bên trong lúc này cái bóng số 7 mang theo một cái bóng hồng kim cùng cái bóng kim sắc ở trong sương mù chinh phạt một con thú vương đây là một con thú vương cấp ngũ bộ cổ tổ rất hung hãn đủ cùng cấp lục bộ cổ tổ đánh một trận, nhóm phân thân phải tốn một chút khí lực mới có thể cầm xuống. Mùi máu rất nhanh đưa tới sự chú ý của những cổ tổ khác, chính là ở đây, ba cái phân thân lại cùng mấy tên cấp cổ tổ xảy ra một trận đại chiến. Khi đoàn người thanh quan đế tổ đến, chiến đấu vừa vặn đã kết thúc, còn lại hai cái bóng bị hoán đổi đến khu vực phía Bắc, chỉ còn lại cái bóng số 7 thu thập tàn cuộc, nhặt tu di nạp giới cấp cổ tổ. Khá lắm, Nơi đây chết một con hung thú cấp ngũ bộ cổ tổ, còn có ba tên cấp tứ bộ cổ tổ, một tên cấp ngũ bộ cổ tổ. Chiến đấu đã kết thúc. Người bên kia, chính là phân thân của bạch ảnh đế tổ. Thanh quan đế tổ, theo sau lưng đàn em cổ tổ dẫn đường, tiến vào mảnh khu vực sương mù này, đập vào mắt hắn, là cái bóng số 7 đã đem tu di nạp giới thu vào trong cơ thể, đồng thời vừa vặn cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Cùng lúc đó, Tô Tiểu Bạch ở vũ trụ trong cơ thể ngẩng đầu lên, như có điều suy nghĩ, phát ra một tiếng nghi ngờ, từng. Trên trăm tên cấp cổ tổ, tự mình đưa tới cửa. Đầu năm nay thật là có người biết quan tâm, biết mình chạy đông chạy tây cực khổ như vậy, dẫn một trăm tên cấp cổ tổ bỏ vào túi mình sao? Hắn thay đổi tầm mắt thành cái bóng số 7, chỉ thấy bên ngoài sương mù, nhóm cấp cổ tổ lít nha lít nhít, đang lấy một loại ánh mắt vô cùng bất thiện nhìn hắn chầm chầm. Hơn 70 tên cấp nhất bộ cổ tổ cùng cấp nhị bộ cổ tổ thật giả lẫn lộn, còn có mười mấy tên chưa tới cấp ngũ bộ cổ tổ, chỉ có một tên cấp thất bộ cổ tổ, xem như có chút ngon ăn. Chẳng qua vì sao đám người này lại đột nhiên để mắt tới ta? Tô Tiểu Bạch còn tự cảm thấy, cổ vực quá lớn, đoàn thể giống như vậy hắn ngược lại không phải là lần đầu gặp, chỉ là đối phương lại kết bè kết đội xuất hiện, ở bên trong cấp cổ tổ, loại quy mô chinh phạt này không thể nào nói là không phô trương nhưng bọn hắn tìm sai đối tượng. Thanh quan đế tổ cũng không đem cái bóng số 7 coi ra gì, vung tay lên, cùng tiến lên, trực tiếp chém chết. Trong khoảnh khắc, trên trăm tên cấp cổ tổ dốc ra toàn bộ lực lượng, chỉ thấy đầy trời nổi lên hàng vạn điểm sáng, khí tức công pháp tổ trụ cấp trong nháy mắt bùng nổ. Khí xuyên tận trời, kiếm như cầu vòng, trên chính tầng trời như có tiếng sấm, một mảnh linh lực cao quý bàn đại trúc xuống. Xa xôi chân trời, một ngón tay hạ xuống, cuộn trào khí tức hồng hoang. Trong biển sương mù mênh mông, một thanh cổ kiếm càng quét mà tới, giống như không gì cản nổi. Mà ở sau lưng cái bóng số 7, còn có mưa tên rậm rạp chằng chịt, trong giây lát đó phủ kín bầu trời. Thủ đoạn cấp cổ tổ, có thể nói vô cùng kỳ quặc, nhưng dù thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi, giới hạn tối đa của bọn nó, ở công pháp tổ trụ cấp, đồng thời cũng không nhảy ra khỏi công cùng xiên xích cấp lục bộ cổ tổ này loạn cổ trấn ma chỉ đại hoang phá tinh kiếm vẫn đế thí yêu thước chết công kích che ngợp bầu trời đem tầm mắt trực tiếp chôn vùi cái bóng số bảy bị trên trăm vị cấp cổ tổ vây quét trong khoảnh khắc liền bị thế công ngập trời nhấn chìm trong đó công kích quy mô bực này đừng nói là chinh phạt một người coi như là một đoàn đội cấp cổ tổ sợ rằng ở bên dưới công kích như mưa rền gió dữ này cũng phải trực tiếp hóa thành tro bụi nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha